Sang năm 2022 rồi, trong cái bối cảnh cũng còn dịch bệnh, mọi việc cũng còn khó khăn, cho nên vấn đề mình vẫn tiếp tục học online. Giờ dịch bệnh nó càng ngày trên thế giới nó càng biến thể nhiều loại, cho nên không biết khi nào mà mới hết. Nên các tân sinh chúng ta cũng luôn luôn cố gắng. Thì tính tới chương trình giờ này là chúng ta đang học, hôm nay là học cái bài học thứ ba. Mà học lần đầu tiên đó là chúng ta học những cái tiết đầu tiên đó là chúng ta học cái bài là giới thiệu về đạo Phật. Thì trong cái bài thứ hai mà vừa rồi chúng ta học đó, là cái bài là giới thiệu về Tam Bảo, Quy Y Tam Bảo. Thì cũng đó là những cái một cái môn học căn bản, những giáo lý căn bản. Thì các tân sinh chúng ta cố gắng khi học ở trên lớp đó, thì khoảng mình có thời gian khoảng chừng 8-90 phút thôi mỗi tuần, thì cái thời gian còn lại mà muốn nghiên cứu Phật pháp cho tốt là mình dành thời gian mình học, đọc sách cho nhiều mình mới có kiến thức cho tốt. Nếu còn học ở nơi mà nhất học online được nữa thì chúng ta chỉ giới thiệu những chương trình tổng quát, những cái kiến thức cơ bản thôi, và những cái chi tiết đó, thì các bạn sẽ phải chịu khó đọc. Thế những cái tài liệu mà chúng ta học thì chúng ta cũng giới thiệu mấy năm trước rồi, thì trong cái bài hôm nay đó là được xem là cái bài thứ ba. Mình sẽ học về cái bài là giáo lý về nhân quả, hay là gọi là bài về nhân quả. Trong cái tiến trình chương trình Phật học cơ bản của Ban Hoằng pháp Trung ương, Ban Giáo dục Trung ương soạn, thì là cái giáo trình đề cái bài nhân quả nghiệp báo được xem là để vào trong cái cuối cái cuốn căn Phật học căn bản, mà trong cái cuốn Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đó, thì cũng ngài đã đỡ vào trong cái chương trình giáo lý Phật học cơ bản phổ thông. Thì phần lớn là chúng ta căn cứ trên tài liệu của cuốn Hòa Thượng Thích Thiện Hoa trong cái mỗi tiến trình học phổ thông đó, và là chúng ta tham khảo các tài liệu khác để cho cái lớp học của mình hay là những cái chương trình học mình được phong phú, kiến thức của mình được mở rộng, không có giới hạn và trong gò bó trong một cái chương trình học nào. Các tân sinh chúng ta luôn luôn cố gắng. Thế mỗi trước khi mà những cái bài học thì quý thầy luôn luôn để mà nhắc các tân sinh chúng ta phải làm sao có cái tài liệu ở trước mặt của mình để học. Như cái bài học hôm nay là học về giáo lý nhân quả, thì lần trước quý thầy cũng đã giới thiệu rồi, thì các tân sinh chúng ta cố gắng làm sao phải trước mặt mình phải có tài liệu, mình phô ra hoặc là có cuốn sách, bộ Phật học phổ thông, bộ Phật học cơ bản, làm sao mình đỡ ngay phía trước mặt mình để mà mình theo dõi. Thì như vậy thì cái mình sẽ được tập trung hơn. Cái không học online thì mình sẽ nó thiếu tập trung so với vấn đề học trực tiếp, nên các tân sinh chúng ta cố gắng học tài liệu. Bây giờ hôm nay học cái bài học về nhân quả. Cái bài học này là thầy đang sử dụng cái tài liệu của cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, thì các tân sinh chúng ta có thể theo dõi để tập trung một chút. Khi mình học về một cái bài nào mà giáo lý nào, hay là khi một cái câu chuyện mình nói, một cái buổi giảng pháp, hay là một bình luận, một làm bài văn bình luận, hay là một bài văn phân tích, hay một bài văn chứng minh, hay một thể loại nào đó, thì làm cái gì thì mình cũng có mở đề, thân bài và kết luận. Bài học cũng vậy, các tăng sinh khi mình nói chuyện cũng vậy, mình giảng pháp cũng vậy, hay là mình làm bất kỳ cái chuyện gì mà mình nói cũng có đầu có đuôi, rồi mình nói có lý có sự. Tập tâm bảo, bài học tâm bảo thì cũng các tăng sinh cũng thấy rồi, làm cái gì cũng có sự và có lý. Sự quy tâm bảo là gì, lý quy tâm bảo là gì, và lý với sự làm sao nó tất cả sự lý nó phải được viên dung mới tốt đẹp được.
chứ còn không là chúng ta sẽ bị khập khiễng. Tất cả mọi việc nó phải đầy đủ, giống như con chim nó có hai cái đôi cánh, thiếu một thì sẽ bị khập khiễng, nó chỉ lết trên mặt đất hay nhắc nhắc trên mặt đất thôi, không thể nào tung bay được trên cái bầu trời cao rộng được. Bài học hôm nay là bài học về nhân quả, các em hãy xin chúng ta theo dõi. Đây là mở đầu của cuốn Hòa Thượng Thích Trì Kho trong cái chương trình Phật học phổ thông. Mở đầu: vũ trụ vạn vật không phải tuần hành biến dịch một cách tự nhiên vô lý, mà tuân theo một quy luật chung. Luật đó là luật nhân quả. Luật này không phải do một đấng nào, xã hội nào đặt ra, mà là một luật thiên nhiên âm thầm lặng lẽ nhưng đúng đắn vô cùng. Người đời vì không quan sát một cách kỹ càng tường tận cũng không thấy được cái luật ấy. Do đó họ có những hành động một cách bừa bãi, thiếu tinh thần trách nhiệm đối với bản thân mình và với những người xung quanh. Và cũng chính vì thế mà họ phải đau khổ, lặn thập mãi trong biển mê mề tội lỗi. Trái lại, Đức Phật là vị hoàn toàn giác ngộ, đã phát huy ra cái luật nhân quả đang chi phối điều hành mọi sự mọi vật trong vũ trụ này, nên Ngài đã hành động một cách sáng suốt, lợi lạc cho chính mình và cho chúng sinh. Vì vậy, chúng ta là những người con Phật, chúng ta cần phải tìm hiểu biết cái luật nhân quả mà Đấng Từ Phụ đã phát huy nó như thế nào, để rồi hành động đúng theo lời Ngài đã làm, và hậu đem lại hạnh phúc chân thật lâu bền cho mình và cho những người xung quanh. Để thưa toàn thể các tăng ni sinh, chúng ta biết nhân quả và nghiệp báo và luân hồi thì ta gọi là lý thuyết hay một cái định luật, nó vốn có trong sẵn trong vũ trụ rồi, không có ai có thể là sáng tạo ra. Đức Phật cũng không có sáng tạo ra, không có một đức chúa nào sáng tạo ra, cũng không có một đức thánh A-la nào, cũng không có Phạm Thiên, cũng không có Đế Thích nào mà sáng tạo ra cái luật này. Mà luật này nó âm thầm đã có trong cái vũ trụ tự nhiên rồi. Và Đức Phật là người đã phát hiện ra và đã chỉ dạy một cách rất là tường tận nhân quả nó là gì, nó chi phối như thế nào, đặc tính của nhân quả làm sao, nhân quả ở các cái sự vật nó như thế nào, nhân quả ở nơi các cái hiện tượng tâm lý như thế nào, mà Đức Phật đã chỉ dạy một cách đầy đủ. Thì tất cả những điều đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong cái bài học nhân quả hôm nay. Thông thường xưa nay các thanh niên sinh chúng ta để ý, một cái người bán cá ở chợ, bán rau ở chợ, bán khoai củ ở tại nơi chợ, người ta cũng có thể nói, hay là người bình thường như bên ngoài, trong lúc làm ăn có nói bằng nhân quả mà trước sau gì cũng chịu thế này thế kia. Nhưng mà hỏi nhân quả là gì, nhân quả có những đặc tính như thế nào, nhân quả ở sự vật như thế nào, nhân quả ở hiện tượng như thế nào thì ít có người biết, mà chỉ có người học chịu khó nghiên cứu thì chúng ta mới nắm cụ thể. Thì phần lớn các tăng ni sinh cũng vậy, có thể trước nay chúng ta có thể đọc, có thể biết sơ sơ, nhưng mà từ bây giờ chúng ta học một cách đầy đủ, có bài bản, có tất cả những cái định nghĩa nhân quả là gì, đặc tính của nhân quả làm sao, nhân quả là sự vật hiện tượng thế nào, và thế giới xung quanh thế nào, thì trong cái chương trình học chúng ta phải nắm bắt, thì chúng ta phải hơn những cái người bình thường không học ở nơi đó. Nhưng mà tôi nghĩ mà làm ăn hơn thua những người ở chợ, những người ở đường, những người ở thế gian, mà nhân quả là nghiệp báo rồi, dốt sao cũng chịu. Nhưng mà hỏi là nghiệp là gì, nghiệp có mấy loại nghiệp như thế nào thì cũng không ai biết được, ít có người biết, những người bình thường không học thì không biết được, mà chúng ta học thì chúng ta phải biết. Và nhiều người cứ nghĩ rằng cái giáo lý nhân quả là giáo lý đơn giản lắm, ai cũng thể nắm bắt được. Mà xin thưa, giáo lý nhân quả thực ra như cho lần trước với thầy cũng đã giới thiệu bài đạo Phật, đạo là cái chân lý, là lý tánh, là bản thể tuyệt đối, lìa tất cả những ngôn ngữ, nói năng suy nghĩ mà mình làm sao phải cảm nhận được, là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả những cái vấn đề đúng sai hơn thua trong cái bản thể của đạo đó, thì chúng ta phải tu tập, phải cảm nhận, giống như gọi là uống nước, người tu tập giống như uống nước ổng nọn tự tri, nước nó nóng nó lạnh thì tự mình biết. Cái tâm của người có an lạc hay không là tự mình cảm nhận có sự an lạc. Mình diễn tả sự an lạc rất là khó diễn tả. Thậm chí thế gian ta diễn tả tình thương của người mẹ, người ta cũng diễn tả được. Ta bảo là ngôn ngữ trần gian là túi rách, đừng sau này hai tiếng mẹ ơi. Cũng chỉ đạo là không thể dễ nào mà diễn tả. Lần trước cũng có một ni sinh hỏi quý thầy về câu hỏi đó, thì quý thầy cũng trả lời là cố gắng trong thời gian, trong quá trình tu tập thì chúng ta sẽ cảm nhận
cảm hóa và thử nghiệm dần dần lên mới hiểu được cái đạo là gì. Thế còn bình thường thì chúng ta chỉ học trên cái lý thuyết sơ sơ thôi. Trong ngày trước ở trong cái thiền, câu chuyện về thiền tông, thì trong cái thời mà Tổ Bá Trượng có một cái câu chuyện thiền, và câu chuyện đó là thực ở bên Trung Hoa. Thì Tổ Bá Trượng là một trong những vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, và ngài là chỉ dạy giảng dạy rất là nhiều, thành lập ra một cái tông phái thiền tông ở tại nơi đất nước Trung Hoa. Và một hôm ngài giảng pháp thì có một cái vị ngài giảng pháp, thì trong cái tòa đó thì trong cái thính chúng có một cái ông già đứng dậy, họ mới thưa ông đặt câu hỏi cho Tổ Bá Trượng. Tổ Bá mới ông khi mà ngài mà trong cái thời khó mà thường là tu tập thiền, hướng dẫn kinh điển giáo lý thiền định, thì trong hội chúng đó Tổ Bá Trượng và hội chúng luôn thấy phía sau lưng, phía sau của hội chúng thì có một ông già đầu bạc, ông ta luôn luôn tới nghe pháp. Thì trong pháp hội thoại cái hôm đó, thì khi mà kết thúc pháp thoại xong thì mọi người đứng dậy hồi hướng công đức ra về, thì có một cụ đầu bạc đó ông đứng lại phía sau. Ông đứng lên ông thưa bạch tổ Bá Trượng này: bạch sư tổ, con vốn dĩ không phải là người, mà con vốn chỉ là một con chồn phi ly ở phía sau núi. Con vốn là một người bậc đại tu hành 500 năm về trước. Con là một người tu tập, là một giảng sư rất là giỏi. Thế mà hôm ở trên cái pháp tòa, con đang giảng thao thao bất tuyệt, khi mà xong rồi con hỏi mọi người có ai thắc mắc gì không, thì có một người đứng dậy hỏi rằng: bạch giảng sư, bạch hòa thượng, bạch pháp sư, hỏi rằng người đại tu hành, bậc đại tu hành liễu ngộ và nhân quả, hiểu biết mọi người hiểu biết ngộ đạo rồi đó, bậc đại tu hành, những người hiểu biết Phật pháp kinh điển và các sự ngộ đạo, thì chứng đắc những cái người đó có bị chi phối bởi nhân quả hay không? Thì lúc đó trong quá trình mà vội vàng nóng vội, con đã trả lời một câu hỏi sai, là một pháp sư rất là nổi tiếng nhưng mà cũng trả lời cái câu hỏi sai, mà con phải đợi 500 năm làm con trồn, con phi ly. Con trồn, con phi ly là con rái cá, kiểu như con rái cá phi ly, là con trồn bay, nó thở lặn được dưới nước, nó thở bay nhảy ở trên các cái cành cây ở trên không trung được, là con phi ly. Ly là con trồn, hồ ly, con trồn cáo, phi tức là bay được, lặn được. Con tròn thì nó chạy trong bụi được, nó lặn dưới nước được, có nhiều khi phi thân được, gọi là con hồ ly, gọi là con phi ly. Thì lúc đó con đã vội vàng cũng trả lời rằng, hỏi rằng bậc đại tu hành có bị chi phối bởi nhân quả hay không? Con đã vội vàng cũng trả lời rằng bậc đại tu hành không bị chi phối bởi nhân quả. Với một câu hỏi sai đó mà con phải đọa là 500 kiếp làm con phi ly. Mà bây giờ con là con phi ly, cho nên cái nương công đức ngày trước con tu tập tinh tấn là công đức cũng rất là nhiều, nhưng mà sợ phạt cái sai lầm đó phải đọa, cho nên con cũng nương cái công đức đó cũng được tự do, mặc dù trong loài cầm thú nhưng mà được tự do tự tại, có thể lặn dưới nước, có thể bay nhảy lên các cái cành cây trên không trung, và có thể chạy trong các bụi trên đường đi một cách được tự tại. Thì giờ này trong thời gian qua là con được nương cái đức chúng tăng ngày trước tu tập, cho nên con là con phi ly ở tại cái sau núi ấy. Ở tại sau núi, những cái dãy núi ở sau núi, như cái tổ trong cái thiền viện, ở trong cái tầng lâm thiền viện của Tổ Bá Trượng nơi tu tập, ở đó có những cái dòng sông, dòng suối, những núi ở phía sau ấy. Con cái hàng ngày con nương cái đức nhiều đời nhiều kiếp, cho nên là con nương cái đức đó, thì cứ mỗi khi mà tổ mà hướng dẫn giảng kinh là con được hiện cái thân là một người, một già đầu hạt để đứng nghe pháp. Giờ đại thánh chúng đã sắp hết, đã đi về rồi, con biết rằng phúc đức phúc duyên con cũng sắp mãn rồi, xin tổ hãy khai thị cho con, hãy chỉ dạy, hãy trả lời những câu hỏi chúng sát lại cho con, là bậc đại tu hành có bị chi phối bởi nhân quả hay không? Thì Tổ Bá Trượng mới nói rằng: này ông hãy lắng nghe cho kỹ,
Bậc đại, ông phải trả lời như thế này: bậc đại tu hành bất mùi nhân quả. Ngày trước đó cái vị giảng sư đã trả lời rằng là bậc đại tu hành không bị chi phối bởi nhân quả. Thế câu hỏi đó là câu hỏi trả lời, cái câu trả lời là câu trả lời sai. Mày phải trả lời là bậc đại tu hành bất mùi nhân quả, tức là những cái người ngộ đạo. Bậc đại tu hành là những cái người tu tập rất là tốt, có sự ngộ đạo rồi, có sự chứng đắc rồi, thì bất mùi nhân quả, tức là không có mơ mờ về nhân quả. Mùi tức là mê mùi, là mê lầm. Bất mùi nhân quả là không còn mê mùi, không còn mê lầm bởi nhân quả nữa. Thì ông già đầu bạc đó, ông mới xin đảnh lễ bạch tổ, con đã ngộ rồi, và cái sự ký mạng của con cũng đã, con cũng biết nó hết duyên rồi, và con sẽ tái sinh trong những cảnh giới an lạc nhất theo cái tâm thức, cái nghiệp thức, phước đức của con. Giờ này con đã thoát cái kiếp, xin tổ hãy hoan hỷ, vì 500 đời trước là con có một vị tăng rất là giỏi, kinh kệ tu tập như thế mà vị trả lời vội vàng, trả lời sai nhân quả một chút nữa phải đòi như thế. Thì con biết rằng là con sau cái con này là con sẽ hóa thân, con sẽ mạng kiếp, con sẽ chết. Xin tổ hãy làm cho con cái phép tụng tán theo một người tu hành. Thì cho nên ông giảng chứ, thì tổ bá chủ là một người tu tập, một thiền sư đắc đạo, cho nên mới rất là rõ biết cái sự việc đó. Thì ngài mới bảo tăng chúng lên đánh chuông trống niên, để mà chuẩn bị làm một nghi thức cho một vị tăng, một vị đại hòa thượng viên tịch. Tăng chúng hết sức là ngỡ ngàng. Khi mà cứ tổ thì tổ vậy mà phải theo ngài. Tổ bá chủ mới dẫn các tăng chúng rồi ra phía sau núi, thì nhận cái xác của con hồ ly phi ly. Câu chuyện nó trở thành câu chuyện ở trong thiền tông rất là nổi tiếng Phật giáo. Nên sở dĩ quý thầy kể cái câu chuyện để chúng ta biết rằng nói về nhân quả ai cũng có thể nói được hết. Cái bà bán cá ở chợ, bà bán khoai ở chợ, bà bán rau ở chợ, một người quét rác bên đường, một cái người tiến sĩ hay là thạc sĩ, một giảng sư đồ cao cấp rồi cũng có thể nói về nhân quả. Một người bình thường không có thể đi chùa hay là không, chưa đọc một cái kinh sách giáo lý Phật giáo mà ta vẫn là nói rằng ô nhân quả mà. Bà làm nó mai mốt bà chịu, ông làm chút sau không chịu, nhân quả nghiệp báo có thoát hết. Người ta vẫn nói, tại vì nhân quả nghiệp báo là luân hồi, nó đã trở thành những cái lý thuyết, những cái từ và những cái gì đó là ăn sâu vào trong cái tiềm thức, tâm thức của người Việt, người Á Đông, người Đông Phương của chúng ta rồi. Và nó trở thành một điều rất là nổi tiếng. Cho dù người ta tu tập có người tin, có người không tin, nhưng mà ít gì trong cuộc đời, ai cũng một lần cũng có sự thể nghiệm ít nhiều về nhân quả, chiêm nghiệm về nhân quả trong cuộc đời. Và nhân quả ở trong cái bài này thì chúng ta cũng là thấy đó, chúng sẽ từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu. Cho nên như lần trước quý thầy nói vậy, nhân quả hay là nghiệp báo hay luân hồi hay là đạo là gì, là bản thể là gì, là lý tánh tuyệt đối là gì, thì cái đó chúng ta phải thể nghiệm theo thời gian. Người học bây giờ thì như lần trước quý thầy cũng ví dụ đó, mình học, khi mình học rằng là mình học có học cấp, bắt đầu từ cấp 2 cho đến mình làm cái bài bình luận, các em học sinh để bình luận cổ nhân có lời dạy, người xưa có dạy rằng tốt gỗ hơn tốt nước son. Hãy bình luận về cái câu tục ngữ đó, hãy bình luận về cái lời dạy đó. Thì cấp 2 mình bình luận khác, mình nhìn nhận cái vấn đề đó, cái câu nói đó khác. Lên cấp 3 mình nhìn nhận cấp khác, và lên chương trình đại học hay sau rồi càng lớn mình có sự cảm nhận, chương trình thạc sĩ, tiến sĩ hay làm giả sử mình có lớn là càng nhận cảm nhận, thì mình có cái sự hiểu biết về cái câu ý nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước son, thâm thúy hơn. Nhân quả cũng vậy, về nói về đạo là bản thể là lý tánh tuyệt đối thì cũng phải là siêu việt không nữa, chúng ta còn phải có sự cảm nhận. Nên biết được cái điều đó thì lúc nào chúng ta cũng khiêm tốn, cứ nhẹ nhàng thực tập nghiêm mục nhân cái bài về đạo Phật, về tam bảo, hay là cái bài về nhân quả nghiệp báo luân hồi, chúng ta sẽ có sự thể nhận, sự cảm nhận càng ngày càng sâu sắc hơn nếu mà chúng ta có thăng tiến tu tập. Thì trở lại vấn đề, Đức Phật dạy rằng là nhân quả này không phải tự nhiên mà có. Ngày xưa ở đất nước Việt Nam của mình hay các nơi trên thế giới, mọi cái lý thuyết, mọi tôn giáo, mọi học thuyết chính trị, người ta đưa ra những cái lý thuyết nó khác nhau hết. Phần lớn là ngày xưa người ta bảo rằng trời thì tròn, đất thì vuông. Cho nên cái câu chuyện bánh trong bánh dày của Việt Nam cũng vậy, chết là hết. Nhưng mà càng ngày khoa học càng phát triển ra thì người ta biết cái giáo lý Đức Phật dạy không phải có đó trời, không phải trời tròn đất vuông,
trái đất bây giờ nó quay xung quanh mặt trời. Nhưng mà ngày xưa những cái thánh kinh, những cái kinh cổ ngày xưa cách đây có mấy nghìn năm, người ta dạy rằng, ta ghi chép trong đó rằng là mặt trời quay xung quanh trái đất chứ không phải trái đất quay xung quanh mặt trời. Nên câu chuyện mà của Galileo, các tăng ni sinh mình chịu khó đọc sách đó, chúng ta sẽ biết câu chuyện của nhà khoa học, nhà bác học, nhà khoa học vĩ đại Galileo. Này, thì ông ta là một nhà khoa học, nhà bác học ở đất nước Ý, thành Rome. Rome đất nước Ý ngày xưa nó là thủ phủ, là nơi đặt cái tòa thánh Vatican rất là nổi tiếng của Thiên Chúa giáo, của Cơ Đốc giáo. Thế thì trong thánh kinh đó, thì điều ghi rằng là mặt trời quay xung quanh trái đất, hay là trong thánh kinh phần lớn các cái tôn giáo mà nhất thần giáo là ta bảo rằng Chúa tạo ra vũ trụ này, Thượng Đế tạo ra vũ trụ này, Phạm Thiên tạo ra vũ trụ này, giống như trong đạo Bà La Môn giáo, Đế Thích tạo ra cái vũ trụ này. Nghe đạo Bà La Môn người ta dạy rằng là thần sáng tạo đó, thần chẳng hạn bên Ấn Độ có đạo Bà La Môn giáo có những cái đạo thần, gọi là có những thần Shiva, thần vĩ diện, thần sáng tạo, Ganesh, thần bảo vệ bình an. Và tất cả những vị họ sáng minh ra, họ phát minh ra tất cả sự vạn vật ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trong Phật giáo mình không có điều đó. Đức Phật dạy là tất cả là duyên khởi, là trùng trùng duyên khởi, không Đức Như Lai hay vô lượng chư Phật chư Đà Bồ Tát cũng không hề có sự sáng tạo ra, mà mọi người phải căn cứ theo nhân quả nghiệp báo của mình, tùy theo phúc đức mình mà người ta sanh. Và cái trái đất này cũng vậy, thiên ngày hòn vũ, Đức Phật dạy tam thiên đại thiên thế giới đã tùy theo tâm thức của người, tùy theo nghiệp của người, tùy theo cái nhân quả phúc đức của mình mà mình có những cảnh giới tương ứng. Cái đó gọi y báo và chính báo. Y báo là những cái gì nó nương ở bên ngoài, những cõi nước, cõi giới, y áo, tất cả những cái gì mà bên ngoài thì gọi là y báo. Chánh báo là cái thân của mình, y báo là chính báo. Và Đức Phật dạy nữa, nên ngày xưa khi mà ông Galileo, ông là một trong những nhà khoa học, và điều này Đức Phật đã dạy được tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số thế giới. Chúng ta học kinh A Di Đà có đọc cũng tụng hằng hà sa số thế giới, các chư Phật ở đó xuất quán trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới thiết thành thiệt môn. Thế này chư Phật Bồ Tát nhiều vô lượng vô biên chứ không phải là một Đức Phật. Thế giới được hình thành như thế, và cái đó là trong khi là Phật giáo đã có trước Thiên Chúa giáo tới 600 mấy chục năm, Đức Phật sinh 624 năm, còn Thiên Chúa giáo thì được hình thành vào thì khoảng thế kỷ thứ nhất tây lịch, sau Đức Phật tới 6 thế kỷ. Hồi giáo thì do thánh Mohammed sáng lập ra thì tới thế kỷ thứ 7, sau Đức Phật là hơn 10 thế kỷ, 12 thế kỷ, 11 thế kỷ luôn. Hồi giáo thì cũng căn cứ trên cái thánh kinh của Cụ Ước, của Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo ngày trước. Nhưng mà trong cái đó người ta dạy rằng là Chúa sáng lập ra vũ trụ, rồi Thượng Đế sáng lập ra vũ trụ, Thánh A-la sáng lập ra vũ trụ, Bà La Môn sáng lập ra tất cả mọi người, cây cỏ, muôn thú, trái đất, con người, thế này thế kia đều là do Chúa, do Thượng Đế, do Phạm Thiên sinh ra, mà điều Đức Phật không có. Mà điều đó là bởi vì khoa học chứng minh là nó không có đúng. Không có gì một cái gì mà tự nhiên nó sinh ra. Một chút xíu mình đi cụ thể vào cái giáo lý nhân quả, chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Và thậm chí trong thánh kinh, các thánh kinh này ghi nhận rằng là mặt trời nó quay xung quanh trái đất chứ không phải trái đất quay xung quanh mặt trời. Nhưng mà khi nhà bác học Galileo, ông ta sinh vào năm 1000, ông ta sinh vào thế kỷ thứ 16 và ông mất vào thế kỷ thứ 17, tức là cách đây khoảng chừng là hơn là trên dưới 500 năm. Nhà bác học Galileo sinh ra nước Ý, mà nước Ý là nơi đó là Thiên Chúa giáo được xem là cái thủ phủ, trung tâm của Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo. Mà khi mà ông đã nghiên cứu được cái viễn vọng kính, viễn vọng kính tức là kính nhìn xa, cái gọi là viễn kính ấy, là cái kính nó nhìn xa, cận tức là nhìn gần, giống như cái gọi là cận thị là những người đã chịu đỡ luôn, và muốn đọc sách được là những người cận thị phải đỡ cái sát sát trong mắt thì bị cận mà phải nhìn thật là gần, còn viễn tức là phải nhìn đó thật là xa đây, gọi là viễn là gần, cận là gần, viễn là xa. Mà nhà bác học Galileo khi ông ta phát minh cái nghiên cứu nhà học rất là nổi tiếng vĩ đại của đất nước Ý vào thế kỷ thứ 16, thì khi ông phát minh được viễn cái vọng kính, ông nhìn lên cái bầu trời
làm ra phát minh không phải là trời tròn và đất vuông, mà trái đất là hình tròn, người ta đã phát hiện ra lâu rồi. Và phần lớn các cái thiên thể khác là nó hình tròn, không có cái nào vuông, phần lớn là như thế. Và người ta phát minh rằng là trái đất nó quay xung quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời quay xung quanh trái đất. Và trong khi đó thánh kinh tất cả mọi việc nó bảo rằng trái đất là nó là một cái định tinh đứng yên. Tại vì nhiều người cứ đứng trên quả địa cầu này cứ nghĩ rằng là đã đứng, nhưng mà Đức Phật trong kinh Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Đức Phật dạy là trái đất nó luôn luôn nó chuyển động, mọi vì sao mọi vì tinh tú rồi tất cả nó luôn chuyển động vô thường vô ngã, chứ không có nó đứng yên một chỗ. Và khi Galileo phát hiện điều đó thì ông mới tuyên bố với tất cả mọi người viết sách khoa học, mà thì là lúc bây giờ là quyền lực của bên các cái tôn giáo khác không cho, bắt là phải tuyên bố đúng theo thánh kinh, chứ còn nói ngược với thánh kinh là sẽ bị bắt đưa lên đầu đài chém chết, bắt nhốt, phải bị những tòa án dị giáo phải xử. Và sau đó cái lịch sử Galileo phải chết, chết on chết đứt. Và mức độ sau này khoa học với các cái giáo hội của các cái tôn giáo đó phải đứng ra xin lỗi, xin lỗi cái vấn đề mà nhà khoa học Galileo. Thì rằng đó là tất cả những hành tinh, các cái những cái vì sao tinh tú trên bầu trời này vô lượng, tất cả những điều đó cũng giống như cái định luật nhân quả thế thôi. Đức Phật là người phát minh ra, cũng giống như là Newton. Newton là một cái nhà khoa học vĩ đại của đất nước Anh. Ông ta sinh ra thế kỷ thứ 17, 18 sau nhà mắt học Galileo, thì ông ta phát minh ra cái sự luật cục của trái đất. Và tháo rồi cái điều cho tất cả những cái định luật định lý định nghĩa đó, nó đã có sẵn trong tự nhiên rồi. Và những nhà khoa học đó cũng không phải là phát minh ra, mà những cái người đó họ ta là không phải làm ra, sáng tạo ra, mà những cái nhà đó, những nhà khoa học ta giỏi, có sự tinh tế, cái tài năng thiên tài của họ, và ta đã chứng minh được cái điều đó mà công bố với cuộc sống. Cái đó vốn dĩ nó đã có rồi. Nhân quả cho dù Đức Phật có ra đời hay là các vị thánh thần các có ra đời hay không ra đời, thì nhân quả, định luật nhân quả đặc biệt trong tự nhiên rồi. Nó là một cái luật của tự nhiên, chứ không phải luật của nước này, luật của nước kia, luật rừng rừng hay luật này, luật nọ bầu ra, làm ra con người làm ra, mà nó có trong tự nhiên vốn dĩ rồi. Lực hấp dẫn, hay là trong những thế kỷ thứ hai, thứ ba trước công nguyên, có một cái nhà khoa học cũng nổi tiếng nữa, nhà khoa học là Archimedes. Ông ta phát hiện ra câu chuyện Archimedes, ông là một trong người gốc người Hy Lạp, nhà bác học, nhà khoa học, và một đại thần, một nhà thầy giáo nổi tiếng dạy học, và cũng là một đại thần trong cái triều, trong cái vương triều của quốc gia Hy Lạp thời cổ đại. Cổ đại tức là khoảng trường ông cho sống vào thế kỷ, ông sau Đức Phật khoảng 300 năm, khoảng thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên. Đức Phật là thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước công nguyên. Thì lúc bây giờ nó có một câu chuyện rằng là nhà vua của đất nước Hy Lạp đó mới giao cho một cái vị muốn làm cho mình một cái vương miện bằng vàng rồng để mà đậu trên đầu, và mỗi lần thì chiếc triều vương miện của nhà vua, thì giao cho một cái vị thợ kim hoàn chế tác vàng bạc đá quý rất là nổi tiếng trong đó. Nhưng mà ông này ông biết là ông vua rất là nhiều vàng bạc đá quý, rất là nhiều vàng bạc, mà ông ta là một cái thợ rất là lành nghề, trong cách đây là 2,000+ năm về trước á, thì không dễ mà phát hiện ra được. Cho nên ông ta mới trộn lẫn với đồng, với vàng, với số hợp kim khác để ông ta ăn bớt gian lận. Thay vì làm bằng vàng rồng thì ông ta làm những cái hợp kim khác, có đồng, có thép, có chì được trong đó, vàng được phủ hết tất cả bên ngoài. Ông là một cái thợ kim hoàn rất là nổi tiếng. Mà khi ông trao cái vương miện cho nhà vua, tự nhiên nhà vua lại nghi ngờ ông này, chắc chắn ông có gian lận trong này, không cách nào mà chứng minh được, không ai chứng minh được. Thì khi đó nghe nói ông nhà bác học Archimedes là một người rất là nổi tiếng, cho nên đó là ông muốn tất cả mọi người giới thiệu là phải giao cái nhiệm vụ này, cái sự kiện này để cho ông Archimedes ông điều tra. Archimedes nhận cái nhiệm vụ này là để chết điều tra, mà bây giờ nếu nói mà không chứng minh được thì cũng mất lòng nhà vua, mà chứng minh thì mình chứng minh cách nào. Cho nên ông ta giống một cái thiền sư trao cho một cái câu tham thoại đầu, tiếng vỗ của hai bàn tay, tiếng vỗ của một bàn tay. Trước khi sinh về sau khi sinh ta là ai? Có những câu thoại đầu ở trong cái vấn đề thiền tông, mà sau này các tăng ni sinh chúng ta học lên sẽ nghiên cứu.
bế tắc của vấn đề của trí thức của thế gian mà làm cho làm sao có óc con tim nó tan vỡ ra, nó khó ngộ ra. Archimedes thì ôm cái vương miện nó về không biết bằng cách nào hết, mà cái điều tra mới biết, mà vua quy định là trong vòng 100 ngày ông mà không điều tra là không có trả lời chính đáng cho trọng ông phải quay đầu. Trên Archimedes nó về suy nghĩ nhẹ đến miết lo là chết cũng gọi trời, mà không ta tắm ở trong cái bồn tắm, ông là đại thần cũng nổi tiếng nhà đại thần mà. Những cái ông còn một những cái đại thần không phải tắm bình thường, bên sông bên suối người bình thường mà họ có những bồn tắm trong đó. Và ông ta vào ngâm ở trong bồn, rồi ông thứ ông bồn ông tự ông trên ông, trên đó nhảy xuống dưới bồn, đứng ở trên cái thành bồn nhảy xuống cái tự ông thấy nhảy xuống cái tự nước đẩy lên, nhảy xuống nước đẩy lên, tự như ông thờ ngộ, hót như đại ngộ giống như các thiền sư. Mà thậm chí là gọi là lịch sử ghi nhận câu chuyện khoa học, ông ta ngộ ra là ông ta đang tắm, ông ta ở chùa nhưng mà chạy ra rồi mình chạy ra khỏi cái phòng tắm, chạy trên đường phố, ông ta ca ngợi mà mặt hong hong kêu lên, đó là kêu lên Eureka, là ta tìm ra rồi Eureka trong cái tiếng Hy Lạp cổ đại, tìm ra rồi. Thì sau đó ông ta phát minh ra cái lực đẩy Archimedes. Archimedes là một nhà khoa học rất là nổi tiếng, thế kỷ thứ 2, thứ 3 trước công nguyên. Rồi sau đó ông ta biết là khi ông ta nhảy xuống là mỗi cái lực đẩy của nó đẩy khác, da thịt con người nó sẽ đẩy một cái lượng như thế nào, đồng và sắt nó đẩy như thế nào, trì đẩy thế nào, nó có cái tương ứng hết. Cho nên ông ta đem ví dụ làm cái vương miện nó một là nó là 5 kg vàng rồng, thì ông cong dưới nước thì cái lực đẩy Archimedes nó sẽ giải quyết vấn đề rất là công bằng, nước nó công bằng. Nhưng mà ông cong cái trì, cái đồng cái nào, ông đem cái vương miện ông cong là nó khác. Ông đem 5 kg vàng ông cong thì cái lực đẩy nó là khác, cái cán cong nó khác. Nhưng mà ông ta đem ông pha trong đó, ông lấy 1 kg đồng, cái trì ông pha vô thì lực đẩy là khác. Cho nên ông chứng minh rất là thì sau phải bắt cái người mà thời kim họ có sự gian dối trong đó. Để qua đó một câu chuyện thầy kể thì là cho cái lớp học các tăng sinh dân sinh động, là mình nghĩ rằng tất cả các lực đẩy Archimedes, lực hút của trái đất, lực vạn vật hấp dẫn, tất cả những lực tuần hoàn chuyển hóa năng lượng mà các nhà khoa học tìm ra là vốn dĩ có trong tự nhiên thì đã mới tìm ra, chứ không phải là do một cái thượng đế nào, cũng không phải do một Phật Bồ Tát Allah Phạm Thiên Allah tất cả vị thánh nào tìm ra, mà vốn dĩ có trong tự nhiên. Và luật nhân quả cũng giống như vậy, âm thầm chi phối tất cả mọi người, lưới trời lồng lộng, ti sơ nhưng bất lộng, thiên võng khoi khoi, ti sơ nhưng bất lộng, có nghĩa là lưới trời lồng lộng, ti thưa nhưng không có lộng. Người tu tập của mình mà không có tin nhân quả, không chịu khó tu tập, không chịu niệm kinh niệm kệ, không chịu gieo nhân tác, là người có quả thì không bao giờ có. Cho nên mình học mà học nhân quả thì mình phải biết rõ cái điều đó. Đức Phật cũng không có tức là một người để mà khai sáng ra gì hết, mà ngài chỉ kiến cái định luật nó đã có bổn, nó ứng dụng cho cái vấn đề tu tập cuộc sống của mình. Đó là cái vấn đề nhân quả. Thế nhân quả là gì? Nhân quả ai cũng có thể nói được nhân quả, nhưng mà mình có cái nhân quả định nghĩa thì các tăng sinh trong cái giờ bắt đầu từ bây giờ trong giờ học của mình và sau này thì mình cũng làm sao phải định nghĩa được cái nhân quả. Chứ đừng có giống như mấy cái bà ở chợ hay một cái người quét rác ở đường, thậm chí những cái người ở bên không có học, không có nghiên cứu nhân quả, ta nói nhân quả mà hỏi nhân quả là gì, không định nghĩa không có được. Mình là mình phải tránh cái điều đó. Ý giúp mình phải trả lời định nghĩa nhân quả là gì? Nhân là cái nguyên nhân, quả là cái kết quả, nhân là cái mầm, mà quả là cái hạt. Nhân là cái mầm của hạt giống, quả là trái hạt, cái trái, và cái trái thì do cái mầm cái hạt nó phát sinh ra. Nhân là cái năng lượng nó phát động, quả là cái sự hình thành từ nó cái năng lượng phát động đó. Nhân quả là hai cái trạng thái nó nối tiếp vào nhau, có nhân thì mới có quả, nếu mà không có nhân thì không có quả, và nó ngược lại, không có quả không có nhân. Định nghĩa rất là đơn giản, nhưng mà mình không ít khi mình không để ý, không học, cho nên mình không nhớ được. Các tân sinh trong giờ học của mình học mình phải thuộc lòng. Mai mốt là làm bài kiểm không sử dụng tài liệu mà mình phải ghi được. Lớp học nhân quả thì các tân sinh chúng ta cố gắng học thuộc định lòng nhân quả. Nhân quả trong cái định nghĩa của Hòa Thượng Thiện Hoa
Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả. Nhân là cái mầm, quả là cái hạt, cái trái do mầm ấy phát sinh. Nhân là năng lực phát động, quả là sự hình thành từ năng lực phát động ấy. Nhân và quả là hai trạng thái nối tiếp nhau mà có. Nếu không có nhân thì không có quả, và ngược lại, nếu không có quả thì không có nhân. Đó là định nghĩa nhân quả. Các thầy sư chúng ta phải lưu ý cho vấn đề này, học một lần. Thì chúng ta đi tìm phần thứ hai. Bắt đầu phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là những đặc tính của nhân quả. Nhân quả có mấy đặc tính? Chẳng hạn như mai mốt làm bài kiểm trong quá trình giảng, các thầy ni sinh mai mốt về giảng của tu bác con trai hay là gia đình Phật tử, những cái bài học cơ bản mình giảng về tam quy y, giảng về ngũ giới, giảng về nhân quả, giảng về nghiệp báo, giảng về luân hồi, để rồi mới đầu mình ứng dụng đó những giáo lý cơ bản, sau là mình giảng dạy hay là mình học, mình đó mình thử nghiệm tự thân của mình ứng dụng trong vấn đề mình truyền trao chánh pháp, giảng dạy trong các khóa tu, các gia đình Phật tử có tu bác con trai hay có tu ăn lạc một ngày, thì các thầy sinh có thời gian thì về giảng nhân quả thì mình phải nắm được những nhân quả là gì và nhân quả có những đặc tính gì. Ở đây là chúng ta học bốn đặc tính của nhân quả. Nhưng cái đặc tính thứ nhất là nhân thế nào thì cái quả thế đấy. Nếu mà ta muốn có quả cam á thì ta phải ươm cái hạt giống cam. Nếu ta muốn có hạt đậu thì ta phải gieo trồng giống đậu. Không bao giờ mà chúng ta trồng cam mà lại được đậu, hay trồng đậu mà lại được cam. Người học đàn thì biết đánh đàn, người học chữ thì biết đánh chữ. Nói một cách khác, nhân với quả bao giờ cũng đồng một loại với nhau. Để có nhân thì phải có quả, mà nhân thay đổi thì quả cũng thay đổi. Nhân là tính thứ nhất của nhân quả. Thì chúng ta phải nắm là tính đầu tiên, nhân thế nào thì quả thế đấy. Đây là ý đặc tính đầu tiên của nhân quả. Muốn giỏi thì phải học, muốn chịu khó, muốn kiến thức mình nó tốt thì phải chịu khó đọc sách, đọc vở, nghiên cứu, tìm tòi. Là chúng tự nhiên mà có được, chúng ta duy trì gì được tất cả mọi việc, làm quen tất cả mọi việc. Thiên tài cũng từng nơi là vấn đề đó, mà mọi việc thì chúng ta phải chịu khó, chịu cực nghiên cứu là tạo cái nhân thế nào thì quả nó thế đó. Muốn giàu sang thì phải bố thí thôi, phải cúng dường và làm phước. Nên những người nào mà có phúc đức nhiều cũng là một con người sinh ra mà có người thì có đầy đủ. Những con người sinh ra trên đời mà khi ta mới sinh ra cuộc đời, nhưng mà có đứa thì cái nghiệp nhân quả nó có ngay trong cái cuộc đời này thôi, chứ chưa nói về trong cái lục đạo luân hồi hay trong nói về thập pháp giới, chỉ nói trong cái cõi người thôi. Trong cõi người thôi cũng có một cái bé mà sinh ra cái tự nhiên bố mẹ nó sida, cái nó đầu thai bị sida, mang cái mà năng y chỉnh được suy ra bị chất độc da cam, suy nó sinh ra nó bị chất độc da cam, suy nó bị bệnh đau. Các cái đứa đọc bị bệnh đau đó, các cái nó sinh đấy nó có những cái gương mặt nó giống nhau, khờ khảo vậy đó. Bố nó biết gì đời đời làm đọc. Cũng một em bé sinh ra mà tự nhiên là kết quả của cuộc tình con trai, sinh ra không được thừa nhận của bố mẹ. Bố mẹ thậm chí kết quả cuộc tình của bồ bịch đồ tầm bậy tầm bạ, cho nên là rốt cuộc cũng không dám mà thừa nhận, mà sinh ra đem vứt ở lề đường. Thậm chí sinh ra giờ phá thai. Phá thai giờ một cái nạn khủng khiếp ở thế giới này cũng phải bình thường. Mỗi một ngày một đêm ở trên thế giới này mà ta thống kê đó, ít nhất cả triệu người em bé phá thai. Cả hàng triệu người phải ít. Hàng triệu người khiếp lắm, chứ không phải là mình có một hai người hay là vài trăm người, vài trăm ngàn người, triệu người không thừa nhận. Mà có đứa thì nở rồi, sinh ra phải vứt trên bên lề đường, kiến cắn mũi cắn cha mẹ không thừa nhận, họ hàng không thừa nhận. Kết quả của cuộc tình con trái, kết quả của những cái cặp đôi bất hạnh, sinh ra những trường hợp rất là nhiều. Nhưng mà cũng có những em bé sinh ra một cái là tự nhiên họ hàng trong trời, bao nhiêu người mơ ước sinh ra là con giám đốc, con kỳ của các cái vị kỹ sư, con của các cái tập đoàn này, tập đoàn kia sở hữu tài sản hàng triệu tỷ đô la, hàng ngàn, hàng trăm tỷ tiền, xe hơi nhà lầu, tất cả mọi chuyện có đầy đủ, cho những nhân thế nào cũng quả cho nó tương ứng.
Người đời thì cứ chấp nghề chấp kia, người không hiểu Phật hiểu pháp cứ suốt ngày cứ chấp này mất rồi kia, đúng không? Mà người hiểu được nhân quả là lúc là bình thường, mình phải giữ cái tâm nó bình thản, nhẹ nhàng, nó tốt đẹp, không có chạy đua chạy đọt, mà làm sao lúc nào cũng cố gắng tu tập có sự an lạc thiết tập ở trong tâm. Là mình muốn gì, là muốn trí thức mình nó tốt thì phải chịu khó ngồi thiền cho cái tâm trí sáng, tâm khai, họ truyền kinh điển. Muốn có giàu có thì có phục đức tốt, nhân thế nào quả thế đấy. Đặc tính thứ nhất là nhân thế nào quả thế đấy, các thánh đã xin cố gắng chúng ta lưu ý. Đặc tính thứ hai là một nhân không thể sinh ra quả. Sự vật ở trong vũ trụ này đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên, cho nên không có một nhân nào có thể tự tác thành quả được nếu không có sự giúp đỡ của nhiều nhân khác. Nói rằng hạt lúa sinh ra cây lúa là nói một cách giản dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sinh ra được gì cả nếu để một mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, thiếu ánh sáng của đất nước, gió lửa, nhân công thì nó không có thể thành cây lúa được. Mà cho nên khi ta nghe ai nói, bất cứ ai mà tuyên bố rằng mọi vật do một nhân sinh ra hay một nhân có thể sinh ra vật vật, thì ta chắc chắn rằng người ấy nói sai sự thật. Nên người ta bảo rằng nếu mà trên thế giới này một cái vị Chúa, một vị Phạm Thiên, một vị Thánh, một vị Thần bảo rằng ở tất cả thế giới này tôi tạo ra, thì cái đó là mình nói hơi nặng, cái đó là trò bịp thôi, không có được. Không có cái gì mà tự nhiên mình nắng mình tạo ra hết cái thế giới này, cả tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số thế giới, vạn vật, côn trùng bò bay, mấy cửa nhà của cây cối, mà có một người nặng một người tạo ra thì không có chuyện mà bao giờ. Chuyện đó Đức Phật và các vị Thánh, khoa học này đang tạo chứng minh không có bao giờ có một nhân mà có thể sinh ra. Mà cái nhân nó muốn hình thành thì phải tạo rất là nhiều yếu tố khác. Nên khi mình học với nhiều người, học rồi nhân thế nào thì quả thế đấy. Trồng xoài thì được xoài, trồng đậu thì được đậu, trồng cam thì được cam. Đến Tết hôm nay, mấy năm trước có người đem tới chùa đã biếu một cái cây đó là cây bưởi, cái gốc cây bưởi. Nhưng mà trên thân cây bưởi đó là sao? Nó có 10 cái loại trái thập quả trên nó. Các tăng ni sinh giờ ý có thấy bao giờ chưa? Nhân thế nào quả thế đấy, trồng xoài được xoài, trồng mít được mít, trồng đậu được đậu, nhân thế nào được quả thế đấy. Thế bây giờ người ta tặng một cây bưởi mà lạ kỳ lắm, trên cây bưởi đó Tết cho cây bonsai đưa tới tặng cho nhà chùa một cây bưởi, mà trên cây bưởi đó là nó tới 10 quả trái, có quả phật thủ này, có quả bưởi này, có quả cam này, có quả mít này, nó nhiều cái loại trái. Thế thì thưa quý thầy quý sư cô và các tăng xin giải thích làm sao. Quý thầy quý cô nói rằng Phật dạy rằng nhân thế nào quả thế ấy, mà bây giờ rằng là người ta trồng với một cái bưởi mà tại sao là có quả phật thủ trong này, có chanh, quả cam, quả quýt. Thế nghe trong giật mình, kiểu là chắc Phật dạy sai hay giáo lý này chắc có vẻ sai, nó coi lại chứ. Đúng không? Nếu mà ta trả lời thì sao? Thì mình giải thích nhân thế nào quả thế đó có đúng không? Thực ra rất là đúng. Thế bây giờ mình muốn trồng cái cây bưởi đó, chắc chắn trồng cây bưởi thì nó ra quả bưởi là đúng. Thế giờ muốn có cái quả phật thủ thì phải làm sao? Trên cây đó thì sao? Thì phải tạo cái nhân phật thủ trên đó. Ta phải ghép cái nhân phật thủ vào, rồi phải cấy, phải ghép, dùng thuốc, dùng men, dùng bó, dùng bột, phải làm lại tất cả cái kỹ thuật và thuốc. Thì phải làm sao tạo cái nhân phật thủ nó nằm ở trên cây bưởi thì mới có được cái quả phật thủ. Nếu mà trong cái bưởi không, anh tạo nhân bưởi không, mà anh có tạo cái giống phật thủ, không có ghép cái cành cam vào, không có dùng thuốc, dùng men hay dùng tất cả, thì bố mà đời nào nó có. Nhân quả rất rõ ràng. Mình học kỹ, mình nghe ai nói mình sợ luôn. Tại sao mà tự nhiên người ta trồng cây bưởi, trồng cây quýt, cây cam, tự nhiên cây xoài? Thế nên chắc trước kia mấy thầy thấy một cái, có bao giờ các tăng sinh thấy cái xoài gòn chưa? Tăng từ người Bình Định miền Trung gọi là Sài Gòn. Sài Gòn là cái cây xài hay là cây xoài đó. Đúng là cái mình là cây xoài của mình
người bình tĩnh rồi hay cát lên mình biết cái xài nó quen, xài mình biết chọc liền, phải là xoài, là xoài còn. Sài Gòn là sao, là người ta trồng cái cây xoài đó, nhưng mà ta lấy cái giống gò ghép vô thì gò rất là dễ sống và cái quả nó dài ra, thay vì cái xoài cát, xoài thì các loài xoài cát, xoài tượng gì nó giống là giống kia, mà ta ghép cái cây gò vô trong đó, tự nhiên nó là trên nó ra cái quả xoài mà nó rất cái giống dài đó, nó vừa kết hợp với cây xoài và cây gò, xoài gò, xoài gò, không phải Sài Gòn nha, Sài Gòn với Hà Nội thì nó khác, ở đây là cái cây là xoài gòn, làm gì cũng có sự ghép vô trong đó, phải có tất cả nhân quả tương ứng thì mới được. Nên cái đặc tính thứ nhất của nhân quả, nhân thế nào thì quả thưa đấy. Cái thứ hai là một nhân thì không có thể sinh ra quả được. Tất cả cuộc sống này nó phải là tương quan tương duyên. Nên người nào bảo rằng tôi có nhiều người họ nói cái vẻ ngon lắm, tôi chẳng cần gì ai. Đóng cửa thì tu hành, tôi ăn ngày cả hai bữa cơm, có thiếu gì đâu, tôi không thiếu gì, tôi chắc không phải. Mà sinh ra cái thế giới tương quan tương duyên, cái cuộc sống. Giáo lý ban đầu thì học cái cơ bản đầu tiên là nhân quả, thì mình chỉ các tăng ni sinh giờ chúng ta có thể tiếp thu được nhân quả. Nhưng mà sau này mình học lên cái giáo pháp duyên khởi, nhân duyên quả, trùng trùng duyên quả. Mà cái đó là giáo lý duyên sinh, mà Đức Phật đã quán chiếu trong 7 lần 749 chiếc cội Bồ Đề. Cái giáo lý duyên khởi nó khác nữa, đó là tiến lên một bậc. Thì có thể mai mốt mình học các cái chương trình lên các chương trình cao đẳng hay các cái chương trình mà và chương trình cử nhân rồi thì mình mới học cái dấu thiết về duyên khởi. Còn trong chương trình trung cấp thì mình học những cái dấu cái căn bản, có thời gian thì chúng ta mới tìm hiểu, mà càng ngày chúng ta càng hiểu, càng tìm hiểu lên nữa cái sự trùng trùng duyên khởi của bản pháp. Nhiều người nói tôi chả cần ai, không cần chuyện này đâu, ta nói lụi thôi. Cái cuộc sống này mình muốn tồn tại trong cuộc đời này, muốn có mặt trong cuộc đời này, phải có hiếu là vậy, phải có tinh cha, phải có hiếu mẹ, và muốn có một không khí trong lành thì phải có người ta không có phá rừng, người ta không làm ô nhiễm nguồn nước, mọi việc nó mới tốt. Cái không khí ô nhiễm mình thở nó cũng bị chết. Bây giờ là những cái thành phố lớn như là Bắc Kinh, như là Delhi, những thành phố lớn mình chỉ đông dân quá đi, tự nhiên bây giờ ô nhiễm sản xuất nhà máy, ta thở cũng phải đem mấy cái lớp khẩu trang, sự nhiễm độc của không khí, nhiễm độc của nguồn nước, ô nhiễm về không khí, ô nhiễm về nước, ô nhiễm vào âm thanh. Các tăng ni sinh có biết bao nhiêu về ô nhiễm vào âm thanh không? Ô nhiễm vào âm thanh là gì? Giống mình ta đang giảng như thế này, bên người kia xe, bên kia là chó kêu, bên kia là mèo nó thét, bên kia là thở đèn nó đục, mình cứ để xe chạy âm mầm nó làm tiếng tai chứ mình không dám vậy được. Đó là sự ô nhiễm về âm thanh. Đang ngủ một cái ở nhà bên cạnh nó mở karaoke thiệt con cuộc đời tôi cô đơn hết ôm xong nó cũng chẳng ngủ được, ô nhiễm về âm thanh nó về. Nó tàn nhà hàng thì cứ đúng đó thì người ta kiện mình, nước ngoài kiện mình, nước ngoài mà làm một cái chùa hay một cái nhà thờ hay một cái tôn giáo, thậm chí mình đang đánh chuông sáng nó đang ngủ mà nó quy định đó, mấy giờ được đánh chuông. Chứ mà đánh chuông là nó đang ngủ nửa đêm mình đánh chuông thì liền bắt nhốt cái kiện bắt chứ phải không, nó cấm luôn. Tụng kinh cũng vậy, làm gì cũng vậy, những cái nhà bên cạnh phải sản xuất vậy. Bây giờ những nhà máy sản xuất mà thải ra những cái chất lên bầu trời làm ô nhiễm cái không khí, thì mình vô tình mình tu trong chùa mà những cái nhà xung quanh nó phóng cách mình, bây giờ những cái ô nhiễm cũng khít lắm. Ví dụ như cách mình khoảng chừng mấy trăm mét, mình tới nó chả liên quan gì, nhưng mà chỉ còn 200-300 mét, nhưng mà bên đó có một cái nhà máy xi măng hay là một nhà máy sản xuất về than đá hay sản xuất nhiều cốt thép, đọc âm 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 trong đầu nhập không ai sống nổi, và nó thải nước là ô nhiễm nguồn nước, cá cũng chết chứ đừng nói, không khí cũng chết, người mũi cũng chết, ô nhiễm cũng khí. Nên cuộc sống này là tương quan tương duyên nhau. Mình một cái nghĩ là mình đang sống trong trường ảnh hưởng tới ai, mà xin thưa mình trồng một cái cây xanh cũng là tạo những nhân tố oxy tốt cho cái thế giới này. Thậm chí mình lý thuyết về duyên khởi người ta quản, người ta giới thiệu mình nghe nó vô lý. Một cái cánh bướm nó vỗ, một cánh bướm nó vỗ bên cái rừng Amazon mà làm cho cái tám thiên đại thiên thế giới nó lây động. Giáo lý kinh điển của đại thừa, cho nên chỉ cần có trong một lỗ trong lông và thu nhiếp hằng hà xa số tất cả sự bản thể. Giáo lý Bát Nhã, Bát Nhã tông kinh nó có một cụ tụng, mình tụng xong tất cả kinh là bố khuyết tông kinh, sắc tức thì không, không tự thì sắc, tỏ tự hành tức diệt phục như thế. Làm gì để tâm trong đó thì nó có cái lực của mình rất là tốt.
chứ mình tụng cho vui thì thấy cứ cốc 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 bộ bon 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 này ai ngõ gì cửa sắt thì không có cái thị sắc mình cũng tụng. Sáng mình tụng kinh Lăng Nghiêm, thở bài thở của kinh Lăng Nghiêm như thế nào mà mình để tâm trong ý trong đó, tôn giả Ananda đã phát nguyện như thế nào, thế giới nó tương quan tương duyên, duyên khởi trùng trùng chứ không phải là mình đơn giản, là mình nghĩ nó đơn giản nhiều cái bỏ mặt. Cho nên người mà hiểu được cái giáo lý nhân quả, hiểu được cái giáo lý duyên sinh, mình sống lúc nào cũng mang sống trong cái thế giới biết ơn là gì, biết ơn cái hành tinh này người ta cho không khí tốt rồi mình hiểu. Phải biết phải trân trọng từng cái giọt nước để mà mình biết có những nguồn nước mình uống. Chứ bên trong phi giờ muốn tìm một miếng nước cũng ra. Ở tại đây cái chùa này có cái giếng nước hay lắm. Giếng nước đó là mà dưới đá ông nằm ở trong chùa mà cái nguồn nước mà cái thầy uống trà uống rất là ngon. Phải cảm ơn cái nguồn nước. Mọi sự cuộc sống sống là sống trong thế giới biết ơn này vậy đó. Mình có một con rau xanh, mình ăn nó tốt. Chứ bây giờ ô nhiễm khủng khiếp lắm. Thế cái nhân quả mình hiểu biết là nhân nào thì quả thế đấy, rõ ràng. Đặc tính nhân quả có bốn đặc tính nhân quả. Đặc tính thứ nhất, nhân thế nào quả thế đấy. Đặc tính thứ hai là một nhân nó không thể sinh ra quả. Đặc tính thứ ba là trong nhân có quả, trong quả có nhân. Đó là đặc tính thứ ba. Đặc tính thứ ba là trong nhân có quả, trong quả có nhân. Chính trong nhân hiện tại thì đã có hàm chứa cái quả của vị lai, cũng chính trong cái quả hiện tại đã có cái hình bóng của nhân quá khứ. Các vị sinh chúng ta theo dõi cái tài liệu của Hòa Thượng Thích Thiện Mong. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, chính trong nhân hiện tại đã hàm chứa cái quả vị lai, cũng chính trong cái quả hiện tại đã có hình bóng của nhân quá khứ. Một sự vật mà ta gọi là nhân khi cho nó chưa biến chuyển đã hình thành được cái quả mà ta mong muốn chờ đợi. Một sự vật mà ta gọi là quả thì khi nó trong chưa biến chuyển đã hình thành ra trạng thái mong đợi là ước muốn. Mỗi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả được. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và quả nối tiếp nhau, đắp đọi cho nhau những vòng tròn trong sợi dây chuyền. Mà người đời ở người thế gian người ta mới trò chơi của trẻ con nó cũng có chức lý bên ngoài. Kỳ đà thì cha cái ké thì mẹ mày nhông thì nhông, ông thì là hỏi con nào lớn hơn con nào, nên là hỏi con gà sinh trước hay trứng sinh trước. Trong nhân có quả, trong quả có nhân, nó đắp đổi cho nhau hết. Mình gọi là nhân là quả thì nó tạm thời đứng trên cái khía cạnh nó để mình nhận xét. Hạt giống bây giờ mình gieo cái hạt giống xuống thì lúc đó hạt giống cái hạt lúa đó là nhân. Mà tới mùa thu hoạch nên là ví dụ như 100 kg lúa, mình gieo xuống một hạt lúa thì cái lúa tốt á thì nó cho ra là 100 hạt trên một dĩa lúa. Nếu mà dĩa lúa nó không đạt thì nó chết rồi, mất mùa trắng tay không có cái nào hết. Thì ví dụ mình thu hơi nhọt lên, còn cái lúa dĩa lúa thì có 5 hạt, 10 hạt, 20 hạt, 100 hạt có dĩa lúa, vài trăm hạt. Tùy theo cái nhân đất có tốt hay không, có sự chăm bón tốt không, khí hậu có tốt hay không, ảnh hưởng nhiều vấn đề nhân quả tương quan tương duyên mới có. Thế mình khi mình gieo một hạt giống vô lúa giống mình xuống đó, thì cái đó là lúa, đó là lúa là nhân. Mình thu hoạch lên đó thì mình lấy cái lúa đó gọi là cái hạt mùa, vụ hạt là cái quả. Mỗi mùa bội thu là mốc mùa gì tùy theo cái điều kiện của mình. Nhưng mà mình khi lấy lại cái hạt lúa đó mà mình có cái quả rồi, mình cái quả đó thì mình đỡ lại lúa nó tốt, mình lấy cái đó làm nhân cho đời sau nữa, cái vụ mùa sau nữa, thì cái đó trở thành cái nhân. Nên muốn nhân hay là quả là tùy theo cái cách nhìn nhận của mình. Nên vấn đề đúng hay sai thì cũng tùy theo góc độ mà chúng ta nhìn nhận. Nó tương quan tương duyên. Cái giáo lý nhân quả thì rất là bình thường, người ta mới nhìn qua rất là bình thường. Nhưng mà cái yếu tố của nhân quả trung trùng duyên khỏi là không, gần như là chỉ là đặc biệt nhất trong Phật giáo mới có thôi. Đặc biệt là giáo pháp duyên sinh vô ngã. Duyên sinh vô ngã là giáo pháp. Người ta bình thường ai cũng nghĩ ra tất cả cái duyên mà nói gì mình ba phải hoặc tất cả duyên mà. Nhưng mà thực ra giáo lý duyên gọi là giáo pháp, không có siêu việt ở trong Phật giáo, mà gần như không có tôn giáo nào có được trên thế giới này. Ai mà đọc lịch sử của ngài Sariputta. Sariputta là ai?
là ngài Xá Lợi Phất và ngài Moggallana. Moggallana là ngài là một kiền liên. Phần lớn các tăng ni sinh là có đọc được cái lịch sử của ngài, đọc cái các vị thánh 10 đại đệ tử, thập đại đệ tử của Phật, đến thời gian mình phải đọc, các bác sĩ phải đọc. Mình là một người đi tu học mà mình chưa từng một lần đọc được lịch sử của 10 vị đại đệ tử thì cái sự thiếu sót lắm. Các tăng ni sinh phải cố gắng đọc. Thập đại đệ tử là ai? Từ ngày Xá Lợi Phất, ngày Mục Kiền Liên, Mahakajip như thế nào, Mahakachimjin thế nào, La Hầu La thế nào, cái sự của ngài như thế nào mà ai mà đọc, cố gắng đọc được những cái điều đó thì ít nhiều là mình học theo cái gương hạnh của quý ngài. Cái ngài siêu việt 1000 phần thì mình không có được, 100 phần thì mình cũng thấm béo được một thấm được một chút rồi đó, mình có được 5 phần 7 phần quý rồi. Đến thời gian các tăng ni sinh phải đọc lịch sử của các vị thánh đệ tử. Lịch sử ghi nhận rằng cái ngài Xá Lợi Phất là một cái người rất là siêu việt lắm. Ngài Xá Lợi Phất á, câu chuyện ngài Xá Lợi Phất mà các tăng ni xin đọc mà đầy đủ vô, chẳng hạn đọc một cuộc đời ngôi sao của Minh Đức Triều Tâm Ảnh, của sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh rất là hay. Ngài Xá Lợi Phất sinh ra trong một cái gia đình Bà La Môn giáo hết sức là giàu có, truyền thống Bà La Môn giáo rất là nổi tiếng và giỏi, rất là giỏi, siêu việt của đất nước Ấn Độ. Sinh tại thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà các tăng ni sinh thấy có quen không? Nơi đó diễn ra sự kiện gì? Nơi đó chuyển ra kiếp tập kiếp biến lần thứ nhất được. Là nơi đó là Thái tử Tất Đạt Đa đã chọn cái quốc gia này mà đến mà tầm sư học đạo. 5 năm tầm sư học đạo, 6 năm của hành đường vàng. Nên cái nơi cái thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà là quy tụ toàn là những cái cao thủ đại nội. Phần lớn những thập đại đệ tử của Đức Phật, phần lớn là những cái người mà các cái tôn giáo mà nổi tiếng của đất nước Ấn Độ cổ thời Đức Phật là ở tại thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa biết được cái điều đó, cho nên mới tới thành Vương Xá xứ Ma Kiệt Đà để mà tầm sư học đạo, để nghiên cứu về tu học, để tìm đạo giác ngộ mà các quốc gia khác ít có được. Ca Thị La Vệ ít lắm cũng có, Đức Xá Vệ cũng có, Ba La Nại cũng có, các quốc gia khác Kosambi, Vaisali, Tỳ Xá Ni rồi ít. Nhưng mà cái nơi thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đà là nơi quy tụ ba anh em cái đạo mà đạo thời lửa, đạo thời là lửa là bái họ giáo. Bái tức là sùng bái, là tôn sùng, là kính lạy, bái họ giáo, đạo thời lửa. Ai mà xem phim ý phim Đồ Đăng Ký, Minh giáo bái họ giáo xuất tâm từ sứ Ba Tư, thánh họ Lệnh. Thánh họ Lệnh tức là nó là cái lệnh của Minh giáo là đạo thời lửa. Ba anh em Kajip là cũng là ở tại nơi này. Mà Đức Phật sau đó cũng Phật hàng phục con rắn độc đó, nó hàng phục ba anh em Kajip. Nếu mà trở thành là có một mỗi anh em như vậy là trở thành được có 1000 người nữa mà trở thành sau làm đệ tử của Đức Phật. Thế ai mà học cái lịch, các tăng ni sinh học ở trường, cái điều này là các tăng ni sinh phải học, phải nghiên cứu, phải đọc. Chứ mà trong trường, trong lớp á, mình biết ai mà đi dạy thập đại đệ tử nhiều, phải học cái giáo pháp, các đâu có thời gian mình dạy hết được. Đâu phải môn học mà phải học. Chẳng hạn ngày Mahakajip, đọc lịch sử của người Mahakajip là khác, mà ba anh em Kajip là khác nữa. Ba anh em Kajip là thờ đạo, thờ lửa, thờ rắn thần độc long. Và khi Thái tử mà khi Đức Phật mới tới mà hóa độ ba cái vị này là ba anh em Kajip, vị đại Kajip mà anh cả anh lớn gọi là đại Kajip đó. Nhưng mà Mahakassapa Mahakajip ở trong Phật giáo của mình là ngày khác nữa, là ngày để mình được truyền y bát trên đỉnh núi Linh Sơn mà Đức Phật đưa cành hoa sen, thì cái đó khác nữa. Các tăng ni sinh đọc cái điều này, chúng ta mới biết. Thì trên những giờ lên lớp thì được quý thầy giáo họ sẽ giới thiệu thôi, còn lại thì các tăng ni sinh chịu khó, chứ mình đâu như có môn học cụ thể như thế được. Thì mình học mà ngày Xá Lợi Phất lúc bây giờ, khi mà sinh ra trong cái gia đình Bà La Môn giáo rất là nổi tiếng, rất là giỏi, thì mẹ của ngài Xá Lợi Phất được gọi là Thu Thử. Thu Thử tức là bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất là một con gái rất là đẹp, có một cặp mắt như là chim thu. Các tăng ni sinh đọc cái lịch sử người Ma Kiệt là mẹ của ngài Xá Lợi Phất trường thọ, nên cuối cùng ngài có hiếu ngài về độ mẹ ngài như thế nào, cũng rất là hay. Trong cái lịch sử đọc nhiều rất là điều hay, các tăng ni sinh chịu khó.
Thế thì mẹ của người Sa Phúc Nguyên nổi tiếng rất là giàu có mà rất là đẹp, cặp mắt như cặp mắt chim thu gọi là thu thử. Và ông anh của ngài Xá Lợi Phất là một đạo sĩ Bà La Môn giáo có tài biện luận rất là siêu việt. Ông ta là Câu Hy La, hình như Câu Hy La mà trong kinh A Di Đà, Câu Hy La, Câu Hy La, về sau là Trường Trả Phạm Chí trước đó. Thế thì ông đó là một Bà La Môn giáo, ông ta tinh thông tất cả thiên văn địa lý rất là giỏi, mọi việc hết, gọi là nghi nhất tự lai vóng. Người ta mà có thể thắc mắc về thiên văn địa lý, về kinh điển Vệ Đà, kinh điển Upanishad, áo nghĩa thư đồ của con thì cứ tới tìm ông ta rất là giỏi. Nhưng mà khi bà mẹ của ngài Xá Lợi Phất mà mang thai ngài Xá Lợi Phất, mẹ ngài Xá Lợi Phất rất là giỏi, nhưng mà so với ông anh của mình là lúc nào cũng thua. Khi bà biện luận tất cả vấn đề thì luôn thua, nhưng mà từ khi bà mang thai ngài Xá Lợi Phất là biện luận vấn đề gì á là ông anh thua không, ông anh làm công làm thua. Cho nên ông mới biết rằng ông mới bấm tốn sụp tốn tốn số của Bà La Môn giáo, người ta biết rằng ông đó do cái bà này ảnh hưởng cái thằng bé này, mà mang thai cái thằng bé này cho nên thằng bé này chi phối cả thai nhi. Thì bây giờ ta phải cập nhật tin tức, phải là nghiên cứu nhập ông vào một cái cốc, gọi là tiệt tình cốc, đi vào và nhập vào gọi là trong cái bế quan luyện công, vô cái tàng kinh cát đại thư viện cổ của Bà La Môn giáo để mà nghiên cứu tất cả kinh điển và tu tập trí tuệ siêu việt, để mà chứ không mà ta mà không có chịu mà tu tập, không chịu nghiên cứu, không có tu học đạt cái trình độ cao, thì cái thằng bé này nó ra đời thì ta không còn mặt mũi đỡ đâu nữa. Ông là một Bà La Môn giáo rất là nổi tiếng, cho nên lịch sử ghi nhận rằng là ngày ông vào, ông nhập vào nó bế quan tỏ cảng, nhập vào cái tàng kinh cát và cái thư viện của Bà La Môn giáo ở 18 năm bế quan tỏ cảng, nhập cấp luyện công trong đó 18 năm. Thì khi ngài Xá Lợi Phất sinh ra mà năm 18 tuổi, mà khi đó chúng ta biết năm 16, 17 tuổi là ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà ngài Kiền Liên cũng sinh ra ở tại nơi cái thành Vương Xá xứ Ma Kiệt Đà, mà trong kinh sách gọi là Đoi Mạng Tâm Giang. Hai ngài, hai quý vị này xuất là cũng là con của Bà La, dòng họ Bà La Môn giáo đẳng cấp cao cấp rất là giỏi. Nhưng mà hai cái vị này đi tầm sư học đạo, nghiên cứu tất cả kinh điển của Bà La Môn giáo của trước Vệ Đà, cứ bảo rằng là Phạm Thiên sinh ra tất cả. Phạm Thiên là người sáng tạo Sabbati, người sáng tạo ra thế giới này, cũng giống như đạo Thiên Chúa, đạo Chúa Trời, đạo Kitô, chính thống giáo, Anh giáo rồi vân vân. Người ta cho rằng là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha sinh ra vạn vật. Thì bên Bà La Môn cổ, người ta cho rằng là vạn vật do thập Phạm Thiên Sabbati sinh ra. Còn nhiều đạo thuyết của Bà La Môn giáo nữa, chẳng hạn như Bà La Môn bây giờ Ấn Độ Hindu giáo rất độc tính ngưỡng thờ phụng sông Hằng, thì đó là họ cũng thờ phụng đủ thứ, họ cho rằng Shiva là Phật, Vishnu là thần sáng tạo bảo vệ bình an, Shiva là thần hủy diệt, tất cả rất là nhiều vị thần, phần rắn, thần trâu, thần bò, đúng rồi thật, bắt đầu không triệu vị thần, chuột cũng là thần, bò cũng là thần, nhiều lắm, thần bò gọi là Nam gọi là Nani, thần voi là thần Ganesh, nhiều lần thần đủ thứ thần, Hanuman và Hanuman là thần khỉ. Sau này ông Ngô Thừa Ân, ông là một ông nói là ông nói hình tượng là con khỉ là tờ thiên đại thánh là gì? Hanuman là vị thần đi đất nước Ấn Độ là có thần khỉ, khỉ như đây là thần ở bên Ấn Độ, đất nước Ấn Độ chim chóc khỉ, nhiều khi rất là mệt, rất là chán, mình nhìn một cái khía cạnh khác một chút là thanh lịch rất là hay, chim chóc chuột bò heo rồi sống xung quanh con người, không được giết, bò đi trên đường phố chim chóc khỉ rồi. Ở tu viện rồi, nhất là các cái trường đại học, họ đối với thầy học ở đó học đó, các cái trường đại học là thậm chí là ở trong ký túc xá là trong cái rừng, cây cối bảo vệ tốt lắm, tại vì đất nước Ấn Độ nó gần với sa mạc thật, nên nó muốn trồng cây chứ không là sẽ bị sa mạc hóa. Cây có nhiều những chim chóc khỉ rồi, nhiều khi khỉ nó quậy phá trong tủ lạnh rồi, nó mở tủ lạnh nó kiếm trái cây rồi nó phá lên, trong chuyện đó chuyện bình thường ở đất nước Ấn Độ. Thế thì ngài Xá Lợi Phất với một người liên ai đọc các tăng sinh đọc lịch sử, thì khi đó là đi tìm ngài không có thỏa mãn với cái triết học triết lý Bà La Môn giáo, tại vì bảo rằng là tất cả sự vật hiện tượng này đều do thánh, do Chúa, do Phạm Thiên, do các vị thiên thần được sáng tạo ra, thì ngài Xá Lợi Phất thấy cái điều đó không đúng, không thỏa mãn được, và ngài học các tất cả những cái triết học về của Vệ Đà, có nội thương của Bà La Môn giáo,
và những cái vấn đề ép sát khổ hạnh vân vân thì cũng không có đem lại cái vấn đề gì ích lợi cho ngài. Cũng giống như Thái tử Tất Đạt Ma học hết tất cả, có những vị thầy nói tiếng Alara Kalama Udaramam Ramabhuta vân vân, đạt có những cái định vô sử dụng sử định phi phi tưởng sử định, nhưng mà Thái tử Tất Đạt Ma nhận ra rằng là cái đó thì chỉ giúp ích trong một thời gian 5 tháng 7 tháng hay một vài năm, nhưng mà mình muốn hóa giải chuyển hóa những tham sân si mạng nghi ác kiến tà kiến thì không thể nào hóa giải được. Mình thấy từ tất nào cũng đau bỏ thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên là những cái người trí tuệ rất là giỏi, cũng đã nghiên cứu tất cả triết học ở trong cái truyền thống của mình mà không thỏa mãn, cho nên cũng đi tầm sư học đạo. Câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất thì một hôm ngài đang đi trên đó, hai người mà đi tìm, mà tâm quyết nhất cũng tìm chưa được cái vị đạo sư nào mà một vị thầy nào cái tôn giáo triết học nào mà thỏa mãn được cái kiến thức của ngài, sự tu tập của ngài. Cho nên ngài Xá Lợi Phất, ngài liền nói thôi rồi, giờ hai huynh đệ của mình không nên đi một hướng nữa, mà anh cứ đi phòng anh, tôi đi phòng đi, anh đi viện Tông, tôi đi viện Tây, chúng ta sẽ giao kết với nhau, khi nào mà tìm được một cái tôn giáo nào, một vị đạo sư nào mà có thỏa có sự giác ngộ giải thoát thì chúng ta sẽ báo cho nhau để mà cùng nhau mà đi đến đó đánh lễ tu học. Hai người giao kèm như thế. Nhưng khi ngài Xá Lợi Phất một hôm ngài đang đi trên đường trong thành Hương Xá Đức Ma Tiệt Đà thì mình gặp một cái vị tỳ kheo. Tỳ kheo đó gọi là Asika. Asika dịch ra trong tiếng Việt là ác bệ, là một trong năm anh em Kiều Trần Nhân đã chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Thì từ xa tôn giả Xá Lợi Phất mới thấy ngài ác bệ đi vậy đó. Asika ngài đi trên đường thì thấy cái vị mà tại vì thánh quả A-la-hán đi sao mà cái tướng nó hiền từ sự tỏ dịu, cái đường tu tỏ ra thực sự có một bậc thánh. Trên ngài Xá Lợi Phất từ xa quan sát nó lạ kỳ, ta chưa từng thấy một cái vị nào như thế này, chưa từng có một cái vị đạo sư một thần thái nó an nhiên tĩnh tọa mà thấy có sự là sự tốt ra một cái vẻ hiền mỹ, vẻ nhẹ nhàng, vẻ thanh thoát. Nên ngài Xá Lợi Phất vội vàng đi tìm đói, đi gần đói ngài ác bệ đánh lễ, xin thưa này, ngài là đệ tử của ai, ngài sáng ngài tu theo cái đạo gì và pháp môn của ngài hành trì là thế như thế nào? Tôi biết ngài không phải là người bình thường, tôi đã tiếp xúc rất là nhiều người, đã quan sát rất là nhiều người, ít có một người có một thần thái như ngài, có sự an nhiên, không có vướng bận bất kỳ cái điều gì. Và đến lúc bây giờ ngài ác bệ Asika thì cũng là thánh quả chứng đắc A La Hán, cho nên ngài sáng là ngài lúc bây giờ ngài Asika ngài phải trả lời, mình thưa tôn giả, tôi không phải là đạo sư gì hết, tôi cũng không có một cái gì mà ghi gớm, tôi đến kiến thức tôi cũng là hạn hẹp lắm, tôi là đệ tử của Sa Môn Cù Đàm, tôi cũng không có như ghi nhớ kinh điển gì nhiều hết. Sa Môn Cù Đàm dạy những cái giáo thuyết tí diệu đế rồi cho tất cả bác chức đạo rồi cho chúng tôi tu tập, và tôi cũng không có nhớ gì nhiều và kiến thức tôi cũng hạn hẹp. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mới thưa rằng thôi thì ít nhất ngài cũng chỉ dạy cho tôi những cái gì mà ngài hành trì, những cái gì mà ngài Đức Đạo Sư thường dạy ngài cái gì. Ngài đang ở đâu? Thì tôn giả Asika ngài mới đọc một bài kệ. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt 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 tùng duyên diệt. Chữ diệt là một chữ diệt C, một chữ diệt T. Diệt C là danh từ cũng theo cái nhân duyên mà nó diệt. Diệt T là cái diệt động từ, diệt C là diệt tùng nhân duyên diệt. Hai chữ diệt khác nhau. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng duyên nhân diệt, ngã Phật Đại Sa Môn thường tác như thị thuyết. Đọc có hai câu đó, chú hai câu là Đức Phật thường, là Đức Phật ngã Phật Đại Sa Môn là thầy tôi là Đức Phật. Đại Sa Môn là một tu hành giác ngộ, là dịch đơn giản là thầy ngã Phật Đại Sa Môn thường trong các kinh điển dịch ra cái ông về dịch là thầy tôi là Đức Phật thường tác như thường thị thuyết, thường dạy tôi như vậy, thường dạy tôi nên như thế nào. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt. Các pháp theo nhân duyên mà nó sanh, cũng theo nhân duyên mà diệt. Tại vì ngày mình đọc hai câu này, mình là phàm phu cũng không có cái trí tuệ, không có phúc đức gì nhiều. Mà ngài Xá Lợi Phất ngài là người đã suy tư, tìm hiểu rất là nhiều kinh điển triết học, mà chưa từng có một cái giáo thuyết nào mà dạy tất cả người ta dạy là Phạm Thiên sinh ra đế, Thích sinh ra đế, Chúa rồi sinh ra tất cả mọi vật mọi việc, tất cả tôn giáo ta dạy như thế. Đây là những cái tôn giáo nó khác, là ví dụ như sau này các cái tăng ni sinh mà có học có nghiên cứu về các cái tôn giáo cổ đó, Ấn Độ, luật sư ngoại đạo,
những cái đạo Ajira phí sát không ba la, là những cái đạo là tất cả các pháp nó tự nhiên, nó tự nhiên mình nó sinh ra không có tội lỗi gì hết. Sau này chúng ta học những cái năm sau học những bài kinh như là bài kinh về Sa Môn Quả, chúng ta thấy các vị đạo sư mỗi người có những chứng kiến khác nhau. Thì ngài Xá Lợi Phất nghe nghiên cứu rất là nhiều, chưa từng thấy một cái giáo thuyết nào mà dạy rằng chư pháp cùng duyên sinh, các pháp theo nhân duyên mà sinh, theo nhân duyên mà nó diệt. Hai cái câu đó ngài nghe xong là tự nhiên này ngộ đạo, ngài chứng đắc được thánh quả sơ quả tu đạo, một trong bốn thánh quả. Ngồi vàng lại ngài Xá Lợi Phất làm thầy, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất nó không, đó là đệ tử của Đức Thế Tôn đang ở tại nơi là trong cái tinh xá Trúc Lâm. Tinh xá Trúc Lâm là thuộc thành Vương Xá Sứ Mạc Đạt Đà, do vua Tầm Bạc Ta La hiến cúng thời đó. Thì ngã sẽ Xá Lợi Phất là mọi lần xin trở về và xin đánh lễ nhờ đại Asika Ác Bẻ dẫn đỡ mà xin diện kiến Đức Thế Tôn, sau đó trở thành một vị đại đệ tử. Và ngài đó là kiến thức rất là yêu thông, rất là giỏi, cho nên sau này gọi là ngài là đệ tử hộ pháp mạnh nhất và cánh tay phải của Đức Phật, và Xá Lợi Phất. Nên ngài Xá Lợi Phất cũng ngộ từ cái giáo lý nhân quả duyên sinh này trong cái vạn vật vạn vật chứ pháp tùng duyên sinh diệt tùng duyên diệt, cũng đó là đặc tính thứ ba của giáo lý nhân quả. Trong quả có nhân và trong nhân có quả, chính cái nhân hiện tại đã có hàm chứa cái quả của vị lai, chính trong một cái quả hiện tại thì có hình bóng của quá khứ. Mọi sự vật gọi là nhân là khi nó chưa biến hiện thành quả, và khi nó đã biến chuyển hình thành cái trạng thái mà chúng ta mong đợi mong ước, mọi vật vì thế đều có thể gọi là nhân hay quả được. Đối với quá khứ thì nó là quả, nhưng đối với tương lai thì nó lại là nhân. Hạt lúa mùa này ta thu hoạch lên thì nó là cái quả, nhưng mà ta sử dụng hạt lúa mùa này ta làm cái nhân để mà mùa sau ta gieo xuống để cho trong cái vụ mùa đông xuân hay mùa hạ thu ta dùng thì nó là nhân. Nên tất cả là nhân là quả tương quan tương duyên. Nên nhiều cái thuyết đó nhiều khi mình nói giống như ba phải vậy, trứng có trước hay con gà có trước, trước khi sinh ra ta là ai này cái kia. Nên khi mà tất cả mình tụng kinh điển thì các chư tổ chư Phật soạn ra một cái bản kinh mà chúng ta thường tụng hàng đêm, Bát Nhã Tâm Kinh, Bổ Khuyết Tâm Kinh. Bổ Khuyết Tâm Kinh là cái kinh đó, là kinh trái tim. Tâm Kinh là kinh của trái tim, kinh của cốt lõi. Bổ Khuyết Tâm Kinh mình tụng rất nhiều kinh điển, trong quá trình nó sai sót đó thì mình tụng những bản kinh này nó bổ khuyết thì những cái phần kia không có chấp và tất cả mọi việc. Này Xá Lợi Phất, sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức diệu bộ như thế, tụng bản kinh Bát Nhã rất là siêu việt. Mình mỗi người tùy theo cái khả năng của mình thở ngộ được phần nào thì chúng ta phần. Đó là cái đặc tính thứ ba của giáo lý nhân quả. Đặc tính thứ tư của giáo lý nhân quả, đó là sự phát triển của nhân quả, từ nhân đến quả có nhanh có chậm. Sự chuyển biến của nhân quả có khi nhanh mà khi chậm, chứ không phải bao giờ cũng diễn biến trong một cái thời gian đồng nhất. Có những nguyên nhân và quả xảy ra kế tiếp nhau, liền nhau. Nhân vừa phát khởi thì quả xuất hiện, giống như ta đánh xuống một cái mặt trống, đánh trống thì cái tiếng trống ầm vang lên, nhân đánh vô là quả nó ầm ra liền. Hay là hai cái luồng điện âm và dương mà gặp nhau thì cái tia sáng nó bùng lên, đó là nhân quả đồng thời. Mình đánh cả bàn tay, ta rút là bàn tay lại thì nhân quả đồng thời. Nhưng mà mình đánh là bàn tay, nhưng mà cái thằng nó yếu hơn đánh lại nó đòi đấy. Quân tử trả thờ và trả thù 10 năm chưa được hay đòi đấy. Mà nó còn lớn rồi thì nghiên cứu ta trả một cái quả mình. Mưa là cũng bình thường. Rồi nhân quả khác, nhân quả đồng thời, đánh vô là phải có quả liền. Nhưng mà có những cái nhân mình tạo ra nhưng mà rất là lâu mới có quả, tùy theo. Có khi nhân quả đã gây rồi nhưng mà quả phải đợi một dặm thời gian sau thì nó mới hình thành. Như từ khi chúng ta gieo hạt giống cho đến khi mình gặt lại cái hạt lúa thì chúng ta phải còn một thời gian ít nhất 3 tháng hay 4 tháng. Hạt giống nó phải trải qua từ 3 tháng, 4 tháng thì nó mới phát sinh được cây lúa, cái chỗ đồng nó lớn lên thế này thế kia. Bao nhiêu hấp thụ của ánh sáng mặt trời, của con lạc, của bàn tay nông dân và tất cả bùn đất làm tròi mọi việc thì mới sau này mới có được cái quả hạt lúa trong một mùa mùa thu. Nhân quả nó phải tùy theo.
Cho nên đó gọi là sự, cái đặc tính thứ tư của nhân quả, là sự phát triển của nhân quả nó có nhanh và có chậm. Chứ nhiều người nói, ôi tại sao là tôi là cái tu hành thế tốt thế mà tại sao lại tôi là cứ như thế. Lần trước nhiều quý thầy cũng kể cái câu chuyện ngày ngộ đạo Bổn Sư rồi phải không ạ? Các tăng sinh có nhớ không? Ngày ngộ đạo Bổn Sư trong tụng kinh Từ Bi Thủy Xá Pháp đấy, nguyên nhân của làm ra kinh văn Từ Bi Thủy Xá Pháp này là do từ ngày ngộ đạo Bổn Sư của triều đại nhà Đường. Thì câu chuyện của ngày ngộ đạo Bổn Sư, mười lời mười kiếp là một đại lão hòa thuận, chứ không bình thường. Nhiều người mới ôi cho tôi mới trong năm nay tôi làm từ thiện quá trình đó, mấy tỷ tiền bây giờ sao mà tôi lại làm ăn thua lỗ, hay sao cực khổ quá, sao mà nhân quả không công bằng tôi, Phật dạy mà tạo nhân tạo quả mà không có quả gì hết trời. Thì nhân quả không phải là mình nhiều đời nhiều kiếp, nhân quả trùng trùng duyên khởi, và sự phát đó là cái đặc tính thứ tư của nhân quả, là nhân quả phải trải qua cái thời gian nhanh và chậm khác nhau, là bốn đặc tính của nhân quả. Các bạn xin chúng ta cố gắng chúng ta lưu ý và ghi nhớ. Nhiều khi hỏi này, nhân quả nó có những đặc tính gì? Hay hẹn như là thường mình mai mốt ra thi hay là bài kiểm tra, nhân quả là gì? Tăng Ni xin hãy trình bày những đặc tính của nhân quả. Trình bày nhân quả là gì? Định nghĩa nhân quả. Những đặc tính nhân quả nó có những đặc tính, bốn đặc tính cơ bản. Nhân thế nào quả thế đấy. Trong nhân có quả, trong quả có nhân. Sự phát triển của nhân quả nhanh đến tất cả thời gian có nhân có chậm. Có khi từ nhân đến quả cách nhau hàng chục năm. Như đứa trẻ mới cấp sách đi học đến ngày thành tài mà muốn làm việc được thì nó trải qua một lần mà phải học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, học hết cấp 1 rồi tới hết cấp 2, rồi hết cấp 3, rồi học hết chương trình cử nhân, chương trình đại học rồi gì đó, rồi sau này mới có được cái bằng. Có được cái bằng phải đi xin việc, thì lúc bây giờ nó có cái quả mới có được kiến thức, mới có được đồng tiền, có được đồng lương mới ra. Cho nên khi em bé mà đi học, như đứa trẻ mới cấp sách đi học đến ngày thành tài thì phải trải qua một thời gian ít nhất cũng 10 năm, khi còn đến một vài mươi năm, nhiều hơn nữa quả mới xuất hiện. Chẳng hạn như từ ý niệm mà giành độc lập của một quốc gia đến khi thực hiện được cái nền độc lập ấy thì phải trải qua biết bao nhiêu cái thế kỷ, vì những lý do mong chậm trong sự phát triển hiện, sự phát hiện cái quả. Chúng ta không nên nóng nảy hấp tấp mà cho rằng cái luật nhân quả không hoàn toàn đúng khi thấy có những cái nhân mà chưa được phát sinh cái quả nhân quả rõ ràng. Nhưng mà cái sự kiện nhân quả bậc đại tu hành như cái giáo lý nhân quả, bậc đại tu hành bị chi phối bởi nhân quả hay không, một câu hỏi trả lời sao 500 năm 500 kiếp mà làm 500 năm mà làm cái con trồn phi đi. Ngày ngộ đạo quốc sư, nhưng mà sự chuyển hóa của nhân quả chuyển hóa hết. Thay vì giết người đền mạng như thế nào, ngài chỉ bị một ghẻ hình người. Đúng ra giết một cái thằng, giết một tên tướng cướp thì nó khác, nhưng mà giết một cái vị vua minh quân thì cái tội rất là nặng. Giết một trung thần như là triều thố, là một đại thần rất là nổi tiếng để mà giữ gìn biên cương bờ cõi quốc gia, đánh đông dẹp bắc, giữ yên cương bờ cõi, mở mang bờ cõi. Thế mà viên án lại cấu kết với quần thần vua quan giáo họa để mà nhà vua tâu với nhà vua. Nhà vua phải cắt đầu, đeo đầu giữa trận, oan hồn vũ tử phải theo 10 lần 10 kiếp mà trả giá là một ghẻ hình người. Đó là cái sự chuyển hóa nhân quả rất là nhẹ rồi, sự tu tập nó khó dàng, chẳng trả lời hết rồi. Nếu mà triều nhưng mà viên án lúc đó mà còn là một triều đình mà giết được triều thố rồi mà hống hách thế này thế kia thì tội nghiệp phải đọ vào địa ngục ngã quỷ nhiều đời nhiều kiếp súc sanh, chứ không phải bình thường, chứ không phải là một trả một cái giá là một ghẻ hình người trong vòng 10 năm 20 năm đâu. Nó sẽ chuyển hóa của nhân quả, sẽ chuyển hóa của nghiệp rồi. Sau này học cái bài nghiệp mình có xem là nghiệp là thế nào, định nghiệp là gì, chuyển nghiệp là cái gì, bất định nghiệp là gì, cực trọng nghiệp là gì, tích lũy nghiệp là gì, nó có các loại nghiệp đó, để chúng ta mình ứng dụng, mình biết, mình học là có cái sự hiểu biết là khác của đó. Chứ không chúng ta có nói nhân quả nghiệp báo, ai cũng nói như ai giống như ai. Thì đó là những đặc tính của nhân quả.
bước sang một yếu tố tiếp là yếu tố thứ ba. Thứ nhất là chúng ta đã học về những định nghĩa nhân quả, thứ hai là những đặc tính nhân quả, và thứ vào phần thứ ba là chúng ta nghiên cứu về phân tích những hành tướng của nhân quả trong thực tế. Tốt ở cái bậc thứ ba đầu tiên giống như cái bài nhân quả các căn nguyên sinh chúng ta để ý, đầu tiên là mở đề giới thiệu tổng quát, thứ hai là phần thân bài chánh đề thì nó có thứ nhất là định nghĩa nhân quả, thứ hai là những đặc tính nhân quả. Đặc tính nhân quả có bốn đặc tính nhân quả, các bạn học sinh chúng ta lưu ý học, có thể chúng ta nắm những dàn bài thì sau này chúng ta dễ học mong luôn, nói thì có thể mong luôn để dẫn chứng minh họ giống như luận thì nó đầy đủ hết, nhưng mà khi chúng ta học là cố gắng chốt lại nắm được những cái sườn mặt dàn bài nhớ là tốt trong quá trình cái triển khai tùy theo khả năng rồi. Thứ nhất là định nghĩa, thứ hai là những đặc tính của nhân quả có bốn đặc tính cơ bản, thứ ba là phân tích tìm hiểu về hành tướng của nhân quả trong thực tế, đó là ở nơi những yếu tố nhân quả, nơi những yếu tố sự vật hiện tượng, và thứ hai là yếu tố về tâm thức. Đó là phần thứ ba là phân tích hành tướng của nhân quả trong thực tế. Như trên chúng ta đã nói, nhân quả chi phối tất cả vũ trụ vạn hữu, không có một vật sự vật gì, động vật hay là thực vật, vật chất hay là tinh thần mà nó thoát ra khỏi luật nhân quả ấy được. Nhân quả không có ai có thể thoát được hết. Câu chuyện mà ngài Tổ Bá Trượng bảo rằng bậc đại tu hành bất mùi nhân quả. Đức Phật có bị chi phối với nhân quả không? Có chứ. Ngài Ngộ Đạt đó, bậc đại tu hành sau này có 10 đời 10 kiếp đó, tới mức độ đến đời thứ 10 là người quốc sư được tu tập thông kinh điển, bậc đại tu hành đó bị nhân quả. Đức Phật bổn sư đọc lịch sử Đức Phật này có câu chuyện kim phương mã mạch. Kim là cái kiếm vàng, phương là cái gương giáo. Trong một cái pháp hội thì Đức Phật đang giảng, tự nhiên rất là thích chúng, rất đông, tự nhiên có một cái kim, cái kiếm bằng vàng bay vô nó hướng về Đức Phật, đâm vào Đức Phật. Mọi người hốt hoảng không biết cái cách nào, Đức Phật mới đưa cái sải ở trong nè, thì cái thanh kiếm xuyên qua trong một vài giọt máu rớt xuống. Thì mọi người hốt hoảng tại sao bạch Đức Thế Tôn lại sao có hiện tượng kỳ diệu như lạ kỳ như thế, ông gia trái chủ như thế nào. Đức Thế Tôn nó trong tiền kiếp Như Lai, trong cái tiền kiếp xa xưa Như Lai cũng đã được giết người. Tôi thực hành lý tưởng Bồ Tát nào, các ta sẽ đọc các cái chuyện tiền thân của Đức Phật, kinh Hiền Ngu, đọc bộ kinh Hiền Ngu là Hiền Ngu tức là nói đến những cái bậc hiền thánh, hay là những cái phần phu thứ giao được cái Hiền Ngu thâu tóm Hiền Ngu tội phố phong tích những trong những giáo lý, những trong việc dị đời bao hàm tất cả mọi sự vật bản thổ từ trước tới nay. Hiền Ngu thì trong cái tiền thân Đức Thế Tôn, trong cái lý tưởng tu tập Bồ Tát đạo, trong cái chuyến đi ra khơi đó thì Đức Thế Tôn đã từng giết một tên cướp, 500 người hẹn nhau ra biển nó mới tìm. Nói trong chuyện một tiền thân rất là nhiều, chúng ta gặp đâu kể một chút để cho các tăng sinh học khỏi chán thôi, cho mà kể hết thì không có thời gian. Nên Đức Phật đã từng giết người được cứu là 400, giết tên tướng cướp đó. Trong 500 người đi thì cái tên đó tham lam muốn giết hết tất cả mọi người đó đọc, thì ngài phải phát hiện và khuyên không được, cho nên ngài phải giết cái tên đó. Hai người cãi nhau, Đức Phật là lúc đó tiền thân Bồ Tát đã giết cái tên tướng cướp đó, giết một cái người là cứu 498 người còn lại, trong đó cứu mình là 499 người, và cho nên phải tạo phải nghiệp gọi là kim thương mã mạch. Đó là kim thương mã mạch. Mã mạch là trong những cái lúc Đức Phật là một Đức Phật rồi, nhưng mà đi từ cái nước này nước kia, có nhiều khi ngài đi qua những vùng này vùng kia, ngài đến một cái quốc gia đó, tự nhiên quốc gia đó là mất mùa, quốc gia đó bị dịch bệnh. Đó là Đức Phật lịch sử, là phải chịu cái cảnh dịch bệnh Covid hình thành. Covid thì không kiếp, dịch ngày xưa nó nhiều cái dịch lắm. Bây giờ như cái bệnh là dịch SIDA đó vẫn chưa có thuốc trị, bệnh ung thư đó vẫn chưa có thuốc mà trị hết. Những người bệnh ung thư thì người ta chỉ có uống thuốc này thuốc kia để điều trị cho cầm chừng thôi, dứt hẳn tế bào ung thư là chưa được. Nhiều cái bây giờ có những cái thuốc mà xạ trị rồi, đã chỉ là cái thuốc đó vô nó giết tất cả những cái tế bào khác, là con người nó rất là nóng, đốt cháy những tế bào khác. Nhiều người phải vô thuốc để xạ trị nữa, nóng tới mức độ lông tóc còn rụng hết, rụng tóc rụng.
lúc mà nó diệt những tế bào khác, diệt cái con vi trùng đó, một mình chết, hai nó chết. Rồi còn có những trường hợp phải ngáp ngáp nằm chỗ. Chứ những cái bệnh ngày xưa mà dịch chó dại cắn ngày xưa không có thuốc chữa là chết, rồi sau này ta mới chứng minh ra. Hay là bệnh ho lao ngày trước không có bệnh, không có thuốc để trị, rồi sau này ta mới có vaccine, có thuốc để điều trị bệnh ho lao. Mình uống vắng, mình ho gà, mình bị chảy, mình dịch thạch, nhiều cái bệnh đủ thứ. Mà dịch bệnh ghê lắm, tùy theo cái báo của mọi người. Nó đưa với cái khoa học này, nó ra H5N1, cái người ta có cái vaccine, có thuốc trị để được H5N1, cái nó xúc nó biến thể H5N2, giờ tới H5N3, N10, N20, khủng khiếp. Bây giờ cái bệnh dịch COVID-19 thì chưa có thuốc trị mà. Giờ đó những biến thể Delta rồi biến thể gì, Omega rồi cái thứ hết là làm cho thế giới được đau đầu. Dịch bệnh bây giờ cũng đang khủng khiếp. Nên trong cuộc sống, Đức Thế Tôn trong thời xưa này, Ngài cũng trải qua những cái phòng đó, kim thương mã mạch. Mã mạch tức là cái lúc đó Ngài đi qua vùng đó, nó dịch bệnh rồi nó mất mùa, dân chúng đói khổ, cho nên cả tăng đoàn của Đức Thế Tôn cũng không có cái cơm ăn. Rồi lúc bây giờ có một cái vị mà người ta là một trại chủ chuyên về để mà nuôi ngựa, trang trại người ta cũng tích trữ lúa rất là nhiều, đệ tử của Đức Thế Tôn, mà lúa đó để dành cho ngựa ăn. Nên Ngài mới thấy, ông thí chủ đó, ông mới thấy Đức Thế Tôn và tăng đoàn lúc bây giờ cũng dịch giả dân chúng khổ, thì tăng chúng khổ là đi khất thực mà. Bây giờ cũng có thể tích trữ, nghe đâu là chuẩn bị dịch, chuẩn bị phong có thì lo là chạy mua mì tôm hay là vài chục thùng mì tôm hay mì thùng cháo, phở được đó dịch. Ngày xưa đâu có tích trữ được, người ta cúng gì dùng đấy. Mà lúc đó có người cúng thì Đức Thế Tôn tăng đoàn cũng có thức ăn mà thọ thực. Cho nên lúc bây giờ có một cái vị thí chủ đó, ông là chủ của trang trại ngựa, ông ta rất nhiều lúa, ông ta tích trữ, mà lúa đã dành cho ngựa rất là quý. Thế Tôn cúng cho tăng đoàn, nhiều người ăn mà ăn nổi, lúa dành cho ngựa mà nó lúa nó mất. Đức Thế Tôn cũng chỉ vậy, đó là cái nhân quả phước đức nhiều đời nhiều kiếp. Ngài đã tạo phước đức rất là nhiều, nhưng mà trong những đó cái nhân quả cũng là tạo sự bất thiện trong tiền thông tu tập Bồ Tát đạo, cũng đã tạo ra. Nên trong câu chuyện lịch sử của Đức Phật có ghi câu chuyện kim thương mã mạch là gì? Mã là ngựa, mạch là lúa, kim thương mã mạch. Nên nhân quả là không có chi, bậc đại tu hành cũng phải bị chi phối, nhưng mà bậc đại tu hành không có bị nó sai sử nhiều của sự chuyển hóa, không có mê lầm về nhân quả, bất mùi nhân quả. Một cái là bị hỏi có bị chi phối hay không, mình trả lời không là chậm, là sai, là đọa. Nhưng mà Ngài nó bất mùi nhân quả, tức là người tu hành đã rõ biết về nhân quả vẫn bị nó chi phối. Đức Thế Tôn vẫn bị là kim thương, vẫn bị mã mạch, nó một bậc thành Phật. Chứ kể là những cái phàm phu của chúng ta, hay thậm chí là như là Ngài Mục Kiều Liên, đọc lịch sử Ngài Mục Kiều Liên, các bạn sẽ đọc lịch sử của Ngài Mục Kiều Liên, mà Ngài là thần thông độ đệ nhất như vậy mà cuối cùng là bị cái ngoại đạo tà giáo là giáo nó đánh chết, bầm minh bầm mẩy, nát nhiều như tương, đưa về hỏi rằng Ngài là đệ tử thần thông đệ nhất, tại sao đệ lắm vậy? Ngài không chọc lại mặt nó, đập lại nó, thần thông đệ nhất mà. Ngài Mục Kiều Liên lúc đó Ngài không có mê lầm về nhân quả, Ngài mỉm cười. Dịp đó đã đến rồi, một chữ thần cũng nhớ cho được, nó chữ thông Ngài an nhiên thì được là trả quả nhân quả mà. Thế thì hành tướng ở nhân quả thì chúng ta ở đây phải hiểu rõ một số quan niệm để rõ ràng hơn về vấn đề về lịch nhân quả, phân tích ở đây cái nhân quả trong mọi cái sự vật hiện tượng và tâm lý, nhân quả trong những sự vật vô tri vô giác. Thứ nhất là nhân quả trong những thời gọi là vô tri vô giác. Vô tri vô giác có nghĩa là nhân quả như thế nào? Nước thì bị lửa đốt thì nóng lên, bị gió thổi thì thành sóng, bị lạnh thì nó đông lại, nắng lâu dài thì đại hạn, mưa nhiều thì lũ lụt, gió nhiều thì nó sinh bão. Đây nhân quả ở các cái sự vật hiện tượng như vậy. Nó rõ này, nhân quả là cơ thể là như vậy. Khi mà con người chúng ta đầu thai là trong cuộc sống đời người mình, khi bẩm phụ là tinh cha huyết mẹ, là lúc bây giờ tháng thứ đầu thai đầu tợ sanh, mai chiều gì giữ sợ sanh bất thường, phải không? Tháng thứ nhì dường như sự đạt, tháng thứ ba như cục khí vương, bốn tháng là tượng nó là năm tháng cụ thể hiện sinh ràng, tháng thứ sáu hoàn toàn là tạm phủ, tháng thứ bảy gì đó là đủ cái gì bốc xương.
Mười đáng thở đất, mười tháng là đất kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xu mình ra luôn bằng ngũ nghịch làm buộc, các mẫu nó quay nguồn là bốn luôn luôn. Đó rõ ràng từ khi nhân quả khi đầu thai là một cái tinh cha thiết mẹ. Rồi nó nương cha mẹ, mẹ cái bào thai năm trong đó thì ăn uống như thế nào, nuôi dưỡng ra. Khi sinh ra ra được thì có đứa là một ít thì nó thiếu con, thiếu tháng thì sinh ra được có ký, ký rưỡi, nửa ký. Nuôi trong lồng kính dễ chết thoi thóp. Đứa đầy đủ thì nó khỏe mạnh, nó được 2 ký, 3 ký, đứa 5 ký. Người Mỹ thì nó sinh ra những em bé nó mập, nó to tới 8 ký, 9 ký. Đó. Nhưng mà có nghĩa là bổn thụ tinh cha hiếp mẹ trong quá trình vật chất đó. Thì sinh ra rồi lớn ra 5 ký, 7 ký. Và trong quá trình mình sống lên, mình trưởng thành, mình ăn, mình uống, tế bào này sinh ra, tế bào kia chết đi. Vì nó hình thành lên là bắt đầu khi mình lớn lên được 50 con, 70 con. Người phải ốm thì được 40 con. Nhưng các tăng ni sinh ngồi đây, ông nào ốm thì được 40 con, 40 mấy con. À, ông nào mập béo thì được 70 con, 80 con. Ông nào khỏe nữa thì 90 con, 100 con. Đấy. Thì trong quá trình đó gọi là trong Phật dạy là tứ đại. Nhân quả nó cũng là tứ đại. Đất nước giam luật. Thì khi chết đi thì nó cũng trở về nhân quả, trả về với tứ đại. Sự luân hồi lưu chuyển. Nhưng mà cái tinh thần của mình học xong cái tinh thần nhân quả, cái sự hiểu biết mình nó cũng tùy theo cái đó, cái sự chưa biết. Cái đó cái tinh thần của cái thần thức, cái hương linh, cái thông trung ấm. Mà thường mình cúng kiến vào mọi việc là thế đó. Thì cũng theo cái nghiệp, nên trong Phật giáo mình là sống. Mình sống mưu bình vạn đạo, mình sống có hai chữ, là mong là còn hai chữ bình an. Chết. Chết có nghĩa là muốn làm gì? Là mong hai chữ siêu thoát. Siêu nghĩa là gì? Các tân sinh biết siêu là gì không? Siêu tức là vượt lên, là đi lên, gọi là vượt, là siêu. Siêu nó ngược với chữ trái của chữ siêu, nó là chữ đọ. Đọ là rớt xuống. Cầu siêu là cầu gì? Cầu siêu là cầu cho người ta đi lên. Làm sao mà cái việc cầu siêu mà siêu thoát hoàn toàn không có không? Bây giờ mình tu hành này mà bảo mình chết rồi mình về Tây Phương Cực Lạc mình giải thoát hoàn toàn không có. Hiếm lắm, chỉ cái bậc nào mà tu tập siêu việt lắm mới có được tỷ người mới được người. Còn khi mình còn nguyện mình cầu cho hương linh, nó mong cho hương linh nó siêu sanh về tịnh độ. Tịnh độ là gì? Tịnh là sự an tịnh, sự tốt đẹp. Độ là cái cõi quốc gia, cõi giới, cảnh giới. Sinh về cái cảnh giới an lành, cảnh giới tốt đẹp hơn so với cảnh giới bây giờ thì là siêu. Phải hiểu cái từ siêu nó như một cách tích cực như vậy đó. Chứ còn mình bảo thì tốt như mình khi mình cầu nguyện rằng là cầu nguyện cho hương linh nó được siêu sanh về Phật quốc thì ước mơ ai cũng muốn vậy, nhưng mà đỡ thực hiện rất là khó. Nhưng mà cầu cho họ sinh về cái cõi tịnh, tái sanh về cõi an lành, tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hơn hiện giờ thì đi lên, mà xấu hơn hiện giờ thì rớt hạng. Hiện tại họ đang sinh nữa, họ đang có trong tay 1 tỷ tiền. Nhưng mà khi tái sanh lại làm người họ còn có 900 triệu thì cũng là rớt hạng. Phải hiểu một cách tích cực như vậy. Nhưng mà họ đang có trong mình đang có trong tay là 100 triệu đồng, nói 100 triệu đồng đi. Mình tái sanh lại làm người mà mình hưởng cái phúc ông bà cha mẹ mình đỡ lại thì nó 200, 300, 500 triệu đồng là có đi lên rồi. Có siêu được. Mình phải hiểu từng ly vậy đó, rồi mình phân tích lên cái đỉnh cao nữa. Mà mình đang có trong tay mình 100 triệu đồng mà mình chết lại cái mình tái sinh trong gia đình mình nợ nần cũng thiếu lương cũng bị là rớt hạng rồi. Đó là rớt hạng. Đang làm người khỏe mạnh tốt đẹp vậy nhưng tái sinh là người sức mũi sức tay miệng méo mắt lé, người thì ngừng vừa hôi vừa bệnh vừa nghèo vừa khổ thì đó là bị rớt hạng rồi. Nó tái sinh trong mọi người. Còn nặng nữa là đỏ, đỏ nặng nữa thì mới sinh ra trong côn trùng bọ bay mấy cửa việc này việc kia. Rồi nặng nữa thì mới sinh trong cảnh giới của ngạ quỷ, quỷ đói, ma đói. Nặng nữa thì mới đọa địa ngục. Thế từ siêu đến siêu rồi đi lên, mình đang là một con người. Nhưng mà phần lớn là thế thôi. Người thế gian bình thường mà không có tu tập, không có giữ giới, không có gì tốt đẹp thì tôi mong là tái sinh làm con người là ngon lắm rồi. Tái sinh lại đang làm người. Mà tái sanh phải giữ năm giới kìa. Kinh điển mình nói về cái phúc đức đó mà có là tái sanh khỏi người thì phải có giữ năm giới. Sinh là những thiên hà, những hòn vũ, sinh là cảnh giới của chư thiên, những cảnh giới tốt đẹp thì lúc bây giờ phải được thập thiện kìa. Đúng không?
nó lên nữa, nếu mà cảnh giới của tinh văn kìa, 250 giới kìa, phúc đức nhiều nhờ. Duyên giác và quán chiếu về duyên sinh vạn hữu vô ngã, chứng đắc được giáo lý chân không, chúng gọi là sinh cảnh giới của duyên giác, của cảnh giới Bồ Tát, cả siêu việt nó, cảnh giới của chư Phật, mới siêu việt lên hoàn toàn. Nên các tăng ni sinh đó, hay là mình người tu tập mình cầu siêu là gì, mình phải thực tế một chút. Cho nên ta mới nói rằng bây giờ cũng đòi là đi về Tây Phương, có 200 ngàn ở trong túi thì đi tới Tây Ninh thì tốt rồi, đi tới Tây Phương làm sao đi nói. Con xe nó đủ số ai mà cho đi, không rõ ràng vậy chứ. Người cha, người mẹ, người thân bằng vũ trụ mình mất thì mình cầu mong là siêu sanh về tịnh độ, thì nghe kinh tính pháp thọ tài vũ trụ, nương nhờ công đức mà cố gắng đầu thai chuyển kiếp, siêu sanh về sanh về cảnh giới an lành, thế là chung hết. Đó là chữ siêu. Nhân quả mình học nó cũng rõ ràng như thế. Nhất là học cái nhân quả này cũng liên quan tới vấn đề của thầy cũng giới thiệu nói một tí gì cho các tăng ni sinh. Rồi tăng ni sinh nào thì tối nào cũng tụng kinh, cũng cầu nguyện hết. Rõ ràng như thế thôi. Ai cũng vậy, cũng thầy cũng vậy, hòa thượng nào cũng vậy, tối cũng tụng kinh, phải nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Nhưng mà mình phải bỏ cái tấm lòng trong đó, để đừng có tụng kinh mà trên chót lưỡi đầu môi. Quen rồi cũng có bệnh mềm, nó cũng vẹt nó nhiều. Mình dạy nó gì được, é gì được hát, không được. Mình phải khác vẹt thôi. Mình phải làm sao mình có cái tâm mình bỏ trong. Mình nói gì mình cũng phải biết mình nói gì chứ. Mình cầu nguyện quốc thái dân an thì cũng phải cái tâm mình cũng đến trong một chút. Mình cầu nguyện cho cái hướng đến, cái dụng tâm mình phải có trong đó. Các tăng ni sinh cũng lưu ý, Phật giáo là tối nào cũng tụng kinh, tối nào cũng tụng thiền. Giới người tu là tu tâm chuyển tánh, tu thân là cái thân mình phải như thế nào, tu tâm là cái tâm mình phải như thế nào, mình phải dùng tâm là gì. Đó là nhân quả ở các cái sự vật. Về nhân tới đó thì quý thầy cũng nói luôn các tăng ni sinh, chúng ta lưu ý một chút. Nhân quả trong các loại thực vật, vật chất là giống như nước. Đức Phật bây giờ đó không có cái gì mất thì hương linh chết của các Phật tử. Các tăng ni sinh giảng, các Phật tử hỏi cũng rõ ràng. Bây giờ nước ở trong ly này bây giờ mà thầy không uống thì tạp không, mà nó mất đi không? Nó mất. Lúc thì ở thở lỏng, lúc thì ở thở rắn, lúc ở thở hơi. Sự luân chuyển, sự nó tùy theo cái duyên mà nó tái sinh, luân hồi. Tất cả mọi việc, không có gì mất đi trong cuộc đời này. Giờ trong túi mình sáng tăng lên sinh mang trong túi mình tự nhiên ông sư phụ mình ông cho được 500 nghìn. Đi ra ngoài đường cái tự nhiên mình có 500 nghìn trong túi, cái tự nhiên ra đường rớt mất 500 đó. Trời ơi, thầy mất mục tiêu rồi. Tiền nó có mất không? Thực ra đó, khoa học của ta chúng mình không có gì mất. Năng lượng, vật chất thì cũng không bao giờ mất. Năng lượng cũng không mất mà. Vật chất là 500 nghìn cũng thuộc vật chất. Thì bây giờ nó rớt ra ngoài đường thì người khác nó nhận được, thì nó gọi là chuyển từ cái túi tiền của mình sang cái túi tiền của người ta, thế thôi. Thì không có khóc, có la gì hết. Nghe quý thầy các Phật tử, quý thầy giảng rất hay, thầy nói thì hay, nhưng mà con nghĩ sao cũng mất tiền mà thầy nó không mất là sao? Nghe thầy giảng nói thì rất là hay, hay thật là hay, nhưng mà nghĩ lại thì ngậm đắng nhứt cây thế lòng. Nên là khi nào mình thử nghiệm được cái giáo lý nhân quả rồi mình mới ăn được cái vấn đề đó. Chuyện giờ khoa học người ta chứng minh nó rõ ràng, nó giờ năng lượng của mặt trời, năng lượng của mặt trăng, năng lượng của gió, năng lượng của sức hút trái đất, tất cả năng lượng không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà nó chuyển từ cái trạng thái này sang trạng thái khác. Khoa học người ta thì chứng minh vật chất thì không mất, đất nước gió lửa thì nó không mất, mà nó cứ chuyển cái dạng này sang dạng kia, mà cái năng lượng người ta cũng đã định được bảo tồn chuyển hóa năng lượng thì cũng đã phát minh ra cái nhạc của nó vĩ đại. Nó cũng chứng minh được rõ ràng năng lượng cũng có mất được cái siêu việt đó. Bây giờ năng lượng mặt trời đó, các đang đi sinh giờ ta thấy mình ta làm năng lượng mặt trời, ta thu hút năng lượng mặt trời, nó biến ra đủ thứ, biến ra điện năng, nó làm cho mình nấu cơm, nó biến ra lạnh làm cái tủ lạnh, biến thành lửa, biến thành ánh sáng, đèn điện, năng lượng mặt trời, năng lượng nước, thủy điện, năng lượng gió. Bây giờ Việt Nam mình đầu tư năng lượng gió rất nhiều. Ngày xưa ta dùng là năng lượng của từ đất, từ than đá, rất là nhiều. Thế thì tất cả những cái điều đó thì là thuộc cái dạng vật chất và dạng năng lượng. Và nhân của năng quả trong các cái loài vật, trong loài thực vật đó, hạt cam thì nó sinh ra cái cam, cây cam thì sinh ra trái cam,
hạt ớt thì sinh ra cây ớt thì sinh ra trái ớt. Các con nó sinh theo dõi cái tài liệu ấy. Nói một cách tổng quát thì giống ngọt thì nó sinh trái ngọt, giống chua thì nó sinh trái chua, giống nào thì sinh ra quả ấy. Khi mình học thì các con nó sinh để ý nữa, nói cái giống nào sinh ra ấy, chua giống canh chua thì nó sinh cách chua, nhưng mà cái giống canh ngọt thì sinh ngọt, có không? Nó tùy theo nữa. Thưa thầy, sư cho cô, thầy nói chanh chua xanh quả chua mà chanh ngọt xanh ngọt chứ mà sao mà con ngoài Bắc con có cái quả Phật thủ ngon lành, nó đang thơm đang đẹp, nhưng mà con đem vô cái miền Nam miền Trung miền Tây Nguyên trồng là nó eo ẩm nó thơm gì hết mà nó ra quả gì hết. Cái cây cà phê trên Tây Nguyên mình nó đang đẹp đang tốt rồi vậy, nó tự nhiên con thấy nó hay đem về cái giống cà phê rất là tốt, lấy cái giống nó con về với Bình Định con trồng xong thì nó trả ra những toàn là lá ra cây ra rễ không có trái. Thế là nhân quả có sai không? Nó phải tùy thuộc những yếu tố khác, đất đập mà dần nó khác, đất cát nó khác, đất xét nó khác, đất phè nó khác. Cái quả cam, quả quýt, quả bưởi miền Nam khác, miền Bắc khác. Nó phải nhờ những nhân khác, nó có đầy đủ, không nhân quả không có sai. Mà có những yếu tố duyên ở trong đó quyết định vấn đề. Mà có nhiều người nợ lâu khoảng chừng 20-30 triệu mà bắt ở tù, duyên họ có. Nhưng mà có người nợ 1 tỷ tiền, tự nhiên có một duyên khác, một đại gia nào đó, ông có mấy 5-7 tỷ rồi. Ông thương con, thương cháu, ông thương người thân ông. Ông bỏ tiền để ông lo thì xong thôi, như đâu cái duyên nó quá lớn đi, nó chuyển liền. Chứ còn nhiều người cũng có duyên thì giống như vậy. Nên một cái vùng đó, đất đó ba gian nó đang tốt như thế, mình đem về kia. Cái duyên đó là đất trồng đất ba gian nó ra được cái cà phê tốt. Nhưng mình đem về cái đất mình định đất xét, đất cát nó thì làm sao mà cái duyên nó lớn quá, cũng ra được quả cam hoa tốt. Mà giờ khoa học nó hay lắm. Bây giờ cái bên mình tới khu Tân Cương, đất nước Trung Quốc khu Tân Cương, mà cái vùng nó sa mạc, đất cát vùng sa mạc, mà người Trung Quốc bây giờ họ trồng. Hay là những cái vùng ở Trung Đông, vùng ở sa mạc Pakistan, Afghanistan, những cái vùng mà Israel rồi, công nghệ họ trồng rất là siêu, trên sa mạc mà cát. Nhưng mà họ làm những nhà lồng, nhà kính cái công nghệ, họ làm những quả cà chua, trồng được cái nho, trồng được những cái năng lượng, những cái cây trái rất là ngon, mà nó sạch. Bây giờ Việt Nam cũng đang bắt chước trồng, học những cái khoa học, những cái năng lượng, những cái trình độ trồng công nghiệp dược rất là dược. Một quả cà chua mình trồng bình thường, một cây nó ra khoảng chừng 30 trái, chứ nếu mà những cái nhà đó họ trồng đủ cái phân hữu cơ, rồi nước, thở thống, tưới tự động. Trong nhà lồng, nhà kính, ho bây giờ trên Đà Lạt á, không phải trồng bên ngoài, còn lớn trong nhà lồng, nhà kính. Thế mà bây giờ cái công nghệ nó làm rất là đạt, rau cỏ rồi mà sạch, chứ không phải là họ dùng phân thuốc, mà họ dùng những cái năng, những phân là phân hữu cơ, chứ không phải phân bình thường. Phân đó nó từ là các loại rau củ quả chế biến từ đất rồi họ làm ra, trình độ họ làm rất là tốt. Nó cái sự chuyển biến, cái duyên nó quan trọng đấy. Cái nhân một phần, cái duyên tùy theo cái duyên, nó không, cái duyên yếu quá thì nó không tạo ra được, nhưng duyên mạnh nó tác động thì là được. Nên lúc nào trong cái đất được duyên đó, nó trở thành cái nhân chính rồi. Cái sự xuất hiện một vị đó, xuất hiện một vị cứu tinh đó thì nó trở thành cái nhân chính rồi, chứ không phải là nó là cái duyên bình thường đâu. Nhân quả trong các loài động vật, loài chim thì sinh ra trứng nên chúng ta gọi là trứng là nhân. Khi trở ấp nở thành con là nó quả, thì con chim ấy trở lại là nhân, sinh ra trứng là quả. Loài thú thì sinh ra con ấy là quả, con thú lớn lên thì trở thành là nhân, sinh ra ý. Tiếp cho con nó là được quả, nhân quả, cho nên là vậy đó. Rồi là cái trứng nó có trước cái con gà có trước, tùy cái lúc đó con cái trứng là nhân, mà cái quả gà nó đẻ ra cái trứng thì nó là quả, nó tạo được cái trứng đó là nhân. Nên trong nhân có quả, trong quả có nhân, trong cái sự đó là nhân quả trong các loài động vật, nhân quả trong loài thực vật, nhân quả trong các loài vô tri vô giác. Nhân quả là con người, nhân quả là con người là về phương diện vật chất, thông tứ đại do bổn thù tinh cha huyết mạng, do hoàn cảnh mà nuôi dưỡng. Vậy cha mẹ hoàn cảnh là nhân, người con trưởng thành là quả, tiếp đó như thế thì nhân sinh ra quả, quả sinh ra bao nhiêu. Còn về phương diện tinh thần là những tư tưởng và hành vi trong quá khứ tạo ra những cái tánh tình tốt hay xấu, và nếu xấu trong hiện tại, tư tưởng hành động quá khứ là nhân để thành nó xấu tinh thần trong quả hiện tại và nó tạo thành cái quả. Tánh tình và nếp sống ấy là nhân để tạo ra những tư tưởng hành động trong tương lai là quả. Thì đó là nhân quả về tất cả sự vật hiện thực. Chúng ta tìm hiểu về nhân quả và các cái vấn đề của phương diện về tinh thần. Bây giờ cũng là 11 giờ kém, vừa cũng vừa hết giờ rồi.
để bài học của mình về bài về nhân quả trùng trùng duyên cớ như thế, các Anderson hãy cố gắng mà chúng ta nghiên cứu, không mình không có thể là tự cao tự đại là tự hại mình, càng học lên thì càng thấy cái sự ngu của mình là vậy đó. Cái xưa này mình nghĩ là ôi nhân quả ai cũng biết, bây giờ phân tích là mình sẽ ngưng ngừng của ta chưa. Thì bài học của mình kết thúc ở đây. Giờ các Tăng Ni Sinh là của mình dành cho khoảng 5-7 phút gì đó, ai có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi. Mời các Tăng Ni Sinh. Nếu mà sợ hết giờ là sao, các Tăng Ni Sinh là yêu cầu thầy, yêu cầu mà trước khi học là nó cũng hỏi chút đã. Nếu không thời gian là cũng thao thao bất tiện chập là nhìn cái đồng hồ hết giờ. Lúc nào ngày nào cũng thế, cứ dán chập là mình nhìn, tự nhìn đồng hồ là hết giờ mất. Bình thường là 10:30 là hết giờ không mà. 10:30 hả? Giờ hết giờ ta đâu có giải thích được. Các thầy sinh có câu hỏi đó, câu hỏi rất là thực tế, rất là hay. Thầy gì thầy nhuận đạo phải không? Thì trong đầu về sau các thầy sinh ghi lại các câu hỏi. Và câu hỏi này thầy sẽ... Con có huynh hạnh gặp thầy ở chùa của ông Ngài Tâm Thường lúc hay là ông Ngài Quảng Cố. Thế tốt rồi. Bây giờ là 11 giờ kém 10 rồi, quá giờ rồi. Câu hỏi rất là hay. Tiếp sau mà thứ hai tuần tới là thầy sẽ trả lời câu hỏi này trước. Thì các Tăng Ni Sinh ghi lại những câu hỏi. Câu hỏi thắc mắc hay lắm, những câu hỏi nó tạo thành lớp học có sinh động, không có chán. Nếu vô cái thầy nói mình cứ mỗi mồm rồi nghĩ hỏi ứng công đức nó trắng lắm. Nếu mình học mình mà có người hỏi, người trả lời rồi đưa qua lại làm sao những cái câu hỏi, có những câu hỏi hấp bối thì cũng hấp dẫn được. Tâm cùng và cái lớp học nó mới sinh động được, tốt được. Thì câu hỏi thầy nhuận đạo là câu hỏi rất là hay, rất là thực tế, mình gặp trong cuộc sống hàng ngày đó. Này. Không những là cái giới sắc xanh đó, mà nó láo nữa, nó dối nữa. Giới năm giới cái cơ bản đó, nhưng mà chúng ta rất là khó để ứng dụng. Thế phải ứng dụng như thế nào và trả lời làm sao cho nó tốt, và Phật giáo mình phải ứng dụng như thế nào. Cái câu hỏi thầy nhuận đạo thì tiết sau nha, tiết sau thứ hai tuần tới, mà trước khi mà vào lớp á, bắt đầu niệm Phật xong thì thầy nhuận đạo đặt câu lại câu hỏi với thầy trả lời. Bây giờ là 11 giờ kém 10 quá giờ, khoảng quá tới gần 20 phút nửa tiếng rồi. Thì các thầy xin cố gắng ghi nhiều câu hỏi lên, nhiều câu hỏi liên quan tới các cái đề tài mình học. Nếu mà có thời gian dài nhiều nữa thì có thể hỏi ra những câu hỏi bên ngoài cũng được, liên quan tới Phật pháp là tốt rồi. Bây giờ câu hỏi này cho thầy nợ được, tiếp sau các tăng ni xin đặt câu hỏi thầy trả lời, chúng ta cùng trao đổi luôn. Rồi bây giờ mời các tăng ni xin chúng ta cố gắng khi về cố gắng đọc sách nghiên cứu cho nhiều để tốt, học Phật pháp là phải như thế, học cái gì cũng vậy. Bây giờ chúng ta xin hỏi đúng công đức mình nghĩ. Mình xin mở camera lên, chắp tay ngang ngắn trước ngực để bài hỏi hướng. Nờ đem công đức này hướng về con tất cả đệ tử và chúng sanh nó đều trọn thành hướng đạo.